Đây là một cái cách để cho thị trường họ biết đến chúng ta. Đấy, cách để cho nhiều người biết đến chúng ta hơn và chúng ta xây dựng cái uy tín của bản thân mình, cái thương hiệu của mình cho nhiều người hơn. Được chưa ạ? Cho nên là chúng ta hãy làm cái điều đó một cách đam mê, một cách hăng say và không có ngại ngùng gì cả. Đồng ý không ạ? Nhá. Rồi. Thế thì để mà tạo ra được một cái video quảng cáo thì Huy sẽ cho anh chị em xem cái video quảng cáo trước. Ok, Huy sẽ xem, cho anh chị em xem một cái video quảng cáo trước, sau đó là Huy sẽ chia sẻ về cái lý thuyết. Một cái video quảng cáo mà Huy đã làm cho bên Chào mừng đến với Ok. Share sound optimize. Rồi. nhà sản xuất sản phẩm giảm mỡ cao cấp. Tôi là Sarah, người máy AI thông minh đại diện cho công ty Ngọc Thảo. Bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả và an toàn để giảm mỡ. Bạn không còn tự tin với vóc dáng sau sinh của mình. Hãy để tôi giới thiệu cho bạn sản phẩm mới của chúng tôi, Siro trái cây Jamila Slim. Với sự tăng cân chóng mặt sau sinh, bắp tay, bắp chân và vùng bụng của bạn đã tăng đáng kể, khiến bạn không còn tự tin với bản thân mình. Sự lo lắng và áp lực này có thể gây stress và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nhưng đừng lo, vì chúng tôi có giải pháp tuyệt vời dành cho bạn. Siro trái cây Jamila Slim được chứng nhận không chứa bất kỳ chất cấm nào có hại cho sức khỏe người tiêu dùng bởi Bộ Công an Kỹ thuật Hình sự Hà Nội cấp phép. Sản phẩm đã được Giám đốc Viện Dinh dưỡng Quốc gia giảng dạy. Mỗi gói Siro được chế tạo hoàn toàn từ những thành phần thiên nhiên như quả dứa, kim ngân hoa, lá sen, chè vàng, nghệ, táo xanh có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ quá trình giảm cân, làm đẹp da và tăng sức khỏe cơ thể. Bạn có biết rằng giảm cân và giảm mỡ là hai khái niệm khác nhau? Giảm cân nhanh chóng sẽ dẫn đến mệt mỏi, suy dinh dưỡng và ốm yếu. Tuy nhiên, giảm mỡ là quá trình cần thời gian và tác động thay đổi theo cơ chế siết cơ, tiêu mỡ và tăng chuyển hóa năng lượng. Vì vậy, để giảm mỡ hiệu quả mà vẫn giữ được sức khỏe và vẻ đẹp, bạn cần sự hỗ trợ từ những thành phần lành tính có hoạt tính sinh học cao từ siro trái cây Jamila Slim. Bên cạnh đó, với dạng siro nước phân giải thành các phân tử siêu nhỏ, sản phẩm có tốc độ hấp thụ nhanh nhất, mang lại hiệu quả cao nhất. Bạn có thể uống trực tiếp, pha nước ấm, pha đá hoặc uống cùng các loại nước ép hoa quả để thưởng thức một cách thú vị. Chúng tôi hiểu rằng giảm mỡ là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng. Nhưng với sự hỗ trợ của Jamila Slim, bạn sẽ đạt được kết quả một cách hiệu quả và an toàn. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm giảm mỡ hiệu quả và an toàn, hãy thử Jamila Slim. Ok, rồi. Anh chị em thấy sao về một cái video quảng cáo như vậy? Đó. Hoàn toàn là bằng AI, 90% là bằng AI, từ cái việc lên kịch bản cho đến là gì ạ, là người nói, cho đến là giọng nói, cho đến là video hình ảnh, 90% đó. Và một cái người mà không giỏi về về làm video, không giỏi về các cái phần mềm chỉnh sửa video vẫn có thể làm được trong một thời gian tương đối là ngắn, các bạn. Và đầu tiên thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em những cái bước cơ bản nhất để chúng ta bắt đầu tạo ra cái video cho mình. Thế thì cái bước số 1 ấy, bước số 1 khi mà chúng ta làm video ấy thì bước 1. Đấy. Các bước làm video quảng cáo. Đấy, quảng cáo hay là xây dựng thương hiệu cá nhân nha. Xây dựng thương hiệu. Xây dựng thương hiệu. Thương hiệu cá nhân hay thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu của sản phẩm thì cũng tương tự như vậy thôi. Được chưa ạ? Bước 1 đó là gì ạ? Bước 1 đó là lên kịch bản. Bước 1 là lên kịch bản. Được chưa ạ? Đó.
Sau khi có kịch bản rồi thì ta làm bước 2, đó là gì ạ? Tạo voice AI. Đấy, để mà nó nói theo kịch bản của mình. Bước 3 đó là tạo video nền. Đấy. Bước 4 đấy là tạo nhân vật, tạo MC AI. Đấy, nói. Đấy. Bước 5 đó là gì ạ? Là ghép. Đấy, ghép hoàn thiện. Đó. Nó có 5 bước như này. Được chưa ạ? Rồi. Bước 1 lên kịch bản. Thì chúng ta sử dụng cái gì ạ? Khi mà lên kịch bản thì chúng ta sử dụng một cái rất đơn giản, đó là gì ạ? ChatGPT. Cái này thì anh chị em đã học hết rồi đúng không ạ? Và nó rất là dễ dùng. Đấy. Thì chúng ta không có quá là phức tạp ở cái khâu lên kịch bản này nữa, Huy sẽ hướng dẫn rất là nhanh. Để mà lên kịch bản được thì chúng ta cần phải cho ChatGPT những cái thông tin, được không ạ? Những thông tin ví dụ như này. Đấy. Huy thường bắt đầu với một cái câu lệnh là bạn là. Đấy. Hồi đầu thì mình hay xin chào, nhưng bây giờ thôi chán rồi, không xin chào nữa. Nó mất câu lệnh, bởi vì là khi mà mình dùng các cái bản 4.0 ấy thì mình sẽ bị giới hạn về số lượng câu câu lệnh mỗi một ba ba tiếng, cho nên là mình đưa thẳng luôn. Đấy, bạn là một gì ạ? Một chuyên gia. Bạn là chuyên gia đấy, marketing đấy, nhiều kinh nghiệm đó. Thì đây là một cái câu lệnh để cho con bot này nó đóng vai là một chuyên gia marketing nhiều kinh nghiệm, cho nó một cái bối cảnh là nó là một cái chuyên gia về marketing, được chưa? Sau đó thì mình mới bảo là gì ạ? Hãy viết cho tôi đấy, kịch bản để làm video đấy, quảng cáo, xây dựng thương hiệu cho thầy Nguyễn Quang Huy. Ở đây chúng ta làm video quảng cáo xây dựng thương hiệu bản thân của mình, nhưng là gì ạ? Nhưng do một con AI nó nói, tức là do người khác nói về mình chứ không phải là mình tự nói về mình, đúng không anh em? Cho nên ở đây ấy, là mình gì ạ? Mình coi như là mình xây dựng thương hiệu cho khách hàng của mình đi, cho người khác đi, được không anh em nhá? Đó, thì ở đây chúng ta phải cung cấp cho nó những cái thông tin, cung cấp cho nó thông tin rằng là gì ạ? Cái anh này ấy, là anh có những cái gì hay, có những cái kinh nghiệm gì, giống như một cái CV ấy, đúng không ạ? Mình cung cấp cho con bot những cái gọi là thế mạnh của cái người này hay là chính bản thân mình. Ví dụ mình muốn định vị bản thân mình là một người giảng viên về AI, hay mình là một giáo viên, hay là mình là một người lãnh đạo, hay là mình một người bán hàng có tâm, hay là mình là một người tư vấn bảo hiểm, hay là mình là một nhà môi giới bất động sản như thế nào đó, đúng không ạ? Thì mình kể về những cái gì ạ? Những cái thành tích của mình, những cái kết quả mà mình đã đạt được, mình đã giúp được bao nhiêu khách hàng, mình đã làm được những cái việc gì, được không ạ? Đấy, thì đấy là mình đưa vào cho con bot những cái gọi là dữ kiện để nó có thể tạo cho mình cái kịch bản. Ok, thì để Huy sẽ tìm xem là cái giới thiệu mình để đâu. Đó, có mấy cái phần. Có cái đoạn này. Đoạn này vừa mới viết lại. Biết là trong này có không? Tôi là Eagle Game, tôi tạo ra thu nhập thụ động rất lớn. Giới thiệu. Mình giới thiệu. Và đưa rồi. Mấy cái mắt này toàn đơ rồi. Chờ đi. Đây là cuốn sách Huy viết để. Ok, đen thui rồi. Anh chị em có nghe được Huy nói
Có video không nghe được ạ? Không có video đâu. À, nghe thầy nói. Ok. Là cái cuốn sách Huy viết về các cái cách gọi là sống tích cực. Đây, thì đây là những cái Huy viết, tác giả cuốn sách. Để Đấy. thầy xem hình đi thầy. À. Nó đang dừng ở cái kênh YouTube của thầy. Thì đây là cái Huy viết về cái tác giả. Khi mà Huy viết cuốn sách thì Huy giới thiệu về tác giả, thì có một vài cái đấy, một vài cái giới thiệu như này nhá. Rồi bây giờ mình đưa nó vào trong chat GPT, yêu cầu nó viết lại cho mình được nhá. Cho tôi kịch bản video quảng cáo dài 1 phút để xây dựng thương hiệu cho thầy Nguyễn Quang Huy với các dữ liệu được cung cấp ở dưới đây. Đấy. Yeah. Mình cho là một phút 30 giây đi. Hay là 90 giây. 90 giây. Đấy. Rồi. Đây là một cách rất là dễ, rất là nhanh đấy ạ, để mà chúng ta tạo ra được cái kịch bản của cái video đó. Đó, ở đây nó có thứ nhất là cảnh này cộng với cả gì ạ? Cộng với cả những cái thông tin này. Đó. Rồi, chỗ này nó đang gọi là hướng dẫn cho mình thôi. Đấy, video chuyển tới hình ảnh này. Đấy, nó đang tạo cho mình. Bây giờ mình làm video thì mình phải phân ra các cảnh đúng không ạ? Đấy. Rồi. Đó. Rồi. Thì coi như là đây là mình vừa xây dựng thương hiệu cá nhân của mình vừa gì ạ? Mình giới thiệu cái cuốn sách của mình luôn. Được chưa ạ? Coi như là mình vừa giới thiệu cuốn sách của mình luôn. Nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ nói là gì ạ? Hãy cho tôi đoạn giới thiệu để MC đọc trong quá trình phát video theo nội dung trên viết liền mạch không cần phân cảnh. Đấy. Chào mừng khán giả đến với video quảng cáo của chúng tôi. Cái đoạn này mình sẽ sửa lại một chút không? À. À. Ok không ạ? Rồi. Đấy. Xây dựng thương hiệu cá nhân là như vậy. Chúng ta gì ạ? À, chúng ta để một cái video là một cái đơn vị khác, ví dụ như là báo chí chẳng hạn, nó nói về mình đúng không ạ? Tức là một đơn vị khác nó nói về mình đó. Rồi, ok không ạ? Rồi, cái đoạn này mình sẽ phải chỉnh sửa lại thêm một chút nha, và nếu mà mình không ưng ý thì mình sẽ yêu cầu nó viết lại. Mình sẽ bảo là gì ạ? Viết lại cho tôi với giọng văn thân thiện. Đấy, thân thiện, nhẹ nhàng, gần gũi. Đấy. Thể hiện sự gì ạ? Sự
Rồi, gần gũi. Hướng tới người xem là những người đang khởi nghiệp kinh doanh. Đấy, kinh doanh. Đấy, người xem hay là đối tượng khách hàng đấy, được chưa? Đang khởi nghiệp kinh doanh. Đấy, mong muốn học tập và phát triển bản thân. Đó, tức là mình thêm cho nó một cái gọi là đối tượng người nghe. Khi mà nó biết được là nó sẽ hướng đến cho ai ấy, thì nó sẽ viết sẽ sát hơn. Đó. Đấy. Thì khi mà mình đưa ra những cái giới thiệu như này thì chúng ta sẽ có một cái bài để cho AI nó đọc. Nếu bạn là người đang khởi nghiệp kinh doanh mong muốn học tập phát triển bản thân thì đây là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn. Hãy cùng Nguyễn Quang Huy và nhận được sự hỗ trợ đắc lực để đạt được mục tiêu của bạn trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Anh chị em thấy không ạ? Tức là mình cho thêm cái đối tượng người nghe vào đây thì nó sẽ gọi là có một cái thị trường ngách nó sát hơn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái phần này. Đây là cái đoạn mà chúng ta sẽ gọi là kịch bản của mình này, sẽ cho người nói này, đúng không ạ? Đấy, sau đó là chúng ta sẽ chỉnh sửa lại một chút nhé. Sau đó là chúng ta sẽ sang bước 2. Bước 2 là chúng ta sẽ tạo giọng nói bằng AI, đúng không ạ? Tạo giọng nói bằng AI. Thì Huy làm xong bước này sẽ cho anh chị em thực hành luôn nhá. TTS free. Đây là cái phần mà Huy sử dụng để làm giọng nói chính. Và tại sao Huy lại sử dụng cái thằng này? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó miễn phí mà nó chất lượng nó rất là tốt. Đấy. Ở đây anh chị em chọn là tiếng Việt nhá. Vietnamese này. Chỗ này nó có hai giọng nhá. Đây là server 2 là có hai giọng này. Cuộc sống mà bạn đang sống bây giờ cũng là giấc mơ của hàng triệu người. Cuộc sống mà bạn đang sống bây giờ cũng là giấc mơ của hàng triệu người. Rồi. Vì vậy, hãy luôn hài lòng với cuộc sống của bạn, hãy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Ở bên này nó có bốn giọng này. Server 1, server 2 anh chị em nhá. Server 1 là bốn giọng, server 2 là hai giọng. Được chưa ạ? Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận Ngoài ra dạng thì được nó hình ảnh, còn chữ có viết và nhiều định dạng khác bốn nữa. gọi là premium, tức là trả tiền nữa. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, Thực chương ra trình của là bạn có mình thể thấy nó nhận cũng dạng được xem hình nhau, ảnh, chữ viết và nhiều định dạng khác nữa. đúng không ạ? Cho nên là gì ạ, mình dùng miễn phí là cũng ok rồi nhá, mình dùng miễn phí là ok rồi đấy. Chúng ta có thể chọn giọng nam giọng nữ đều được, ok không ạ? Và cái điều đặc biệt đó là gì ạ, nó cho chúng ta miễn phí là 2.000 ký tự, mỗi lần chúng ta convert được 2.000 ký tự đấy. Không những thế mà nó còn đây, mỗi lần convert được 2.000 ký tự và được 150 lần convert một ngày đấy, và được miễn phí là gì ạ, 500.000 ký tự một tháng. Kinh khủng không ạ? Hơn 100 cái giọng nói khác nhau với 30 ngôn ngữ đấy. Đây là free nhá, bản này là bản miễn phí đấy, còn cái bản có phí này mất có 100.000 một tháng, 5 đô khoảng 100.000 một tháng, 120.000 một tháng gì đó. Đấy, nhưng mà gì ạ? Không giới hạn convert, mỗi lần convert đến 10.000 từ. Đấy, nói chung là quá là thoải mái rồi, mà giọng nói cũng rất là ổn nhá. Đấy. Rồi. Thì mình sẽ dán cái phần mình vừa mới làm ở đây. Thì cái đoạn này ấy, là chúng ta bỏ cái video quảng cáo này đi, nó không hay lắm, được chưa ạ? Đấy. Rồi. Rồi. Đấy, thì chúng ta bắt đầu từ đoạn này. Đấy. Được chưa? Rồi, sứ mệnh này không chỉ dừng lại ở đó này.
Rồi, giới thiệu cuốn sách luôn này. Đấy. Thì ở đây mình có thể ghi tên cuốn sách vào đây. Đấy. Đó là cuốn sách. Đấy. Hãy tiêu diệt virus zombie. Zombie. Đấy, zoom 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 zombie. Đấy. Tiêu diệt virus zombie, một chữ O rồi. Đấy. Đấy, tiêu diệt virus zombie. Đó. À, coi như mình quảng cáo luôn cuốn sách này luôn. Thực ra là bây giờ anh chị em tạo cuốn sách rất đơn giản, không khó. Cuốn sách này thì Huy tạo ra lâu rồi, từ cách đây 3 năm rồi, 3 4 năm rồi. Rồi. Khởi nghiệp Huy nha. Đây là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn. Hãy đồng hành. Hãy đồng hành. Cùng thầy Nguyễn Quang Huy và nhận được sự hỗ trợ đắc lực để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Bây giờ mình chuyển thành thầy đi. Đấy. 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 Rồi. Rồi, sửa lại một chút thôi nha. Rồi. Đấy, chỉ giới thiệu cơ bản như vậy thôi nhé. Sau đó chúng ta nhấn convert. Đó, thì lúc đấy nó sẽ chạy. Rồi. Trong thời gian mà nó chạy thì chúng ta sẽ làm cái việc này. Đó là chúng ta sẽ mở ra cái phần mềm nó gọi là Pictory. Pictory. Có hai phần mềm Huy sẽ giới thiệu cho anh chị em. Hey to Tokyo Hugh Cho Ban MOT New Idea C Beat MOT New Idea Trail Gia Tri Nhầm 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 nhầm. Nhầm nhầm. Rồi. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận. Với sự giúp đỡ của Cloud. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận dạng được hình ảnh, chữ viết. Chọn cái anh này nha, xong mình convert lại. Lúc nãy nhầm chọn sang ngôn ngữ khác. Rồi, trong thời gian đấy thì chúng ta gì ạ? À, chuyển sang cái phần Pictory.ai. Đúng không ạ? À, cái phần này thì mình sẽ làm sau nhé. Bây giờ Huy sẽ cho anh chị em 10 phút. Hãy để tôi giới thiệu cho bạn một người đặc biệt, một người đã trao giá trị cho hàng nghìn người trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, thầy Nguyễn Quang Huy, một nhà đào tạo, nhà huấn luyện doanh nghiệp và lãnh đạo truyền cảm hứng. 1 phút 19 Với giây. sứ mệnh giúp đỡ mọi người thay đổi tư duy, thái độ, chất lượng cuộc sống và giúp mọi người hạnh phúc hơn, thầy đã sáng lập và lãnh đạo Diamond Team. Một đội nhóm cùng hỗ trợ nhau thành công và thương hiệu đào tạo cá nhân, đào tạo doanh nghiệp Smart Business. Không chỉ dừng lại ở đó, thầy còn sáng lập NQS Academy chuyên đào tạo về trí tuệ nhân tạo, AI, ChatGPT, vẽ tranh, làm video với AI và nhiều công cụ AI khác vào việc tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc đồng thời giúp tạo thêm thu nhập cho học viên. Thầy cũng có một cuốn sách đặc biệt, một cuốn sách mà qua đó, bạn sẽ nhận ra được điều gì đó. Đó là cuốn sách Hãy tiêu diệt virus zombie. Bất kể bạn là ai đi nữa, dù bạn nhận được cuốn sách vào thời gian nào, thì chắc chắn nó cũng sẽ có ích với bạn, giúp bạn thay đổi được một phần nào đó và giúp cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn. Ok. Nếu bạn là một người đang khởi nghiệp kinh doanh, mong muốn học tập và phát triển bản thân, thì đây chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn. Hãy đồng hành cùng thầy Nguyễn Quang Huy và nhận được sự hỗ trợ đắc lực để đạt được những mục tiêu của bạn trong sự nghiệp và cuộc sống. Ok. Có mấy cái đoạn mà phải sửa này. Đấy, mình bây giờ mình phải kiểm tra lại nhé. Mấy đoạn phải sửa này. Thứ nhất là cái phần này là đồng hành này. Hai cái chữ đồng hành nó gần nhau này. Đấy.
Hãy liên hệ đi, hệ ngay. Đấy. Đấy. Rồi, hãy liên hệ hay ngay với thầy. Rồi, cái thứ hai đó là gì ạ? Có hai chữ đó này gần nhau này, ba chữ đó này gần nhau này không được này. Đấy, một cuốn sách đặc biệt đến đây thôi. Đấy. Đấy. Cuốn sách sẽ giúp bạn sống tích cực giữa môi trường tiêu cực. Đấy. Giúp bạn luôn sống tích cực giữa môi trường tiêu cực. Đấy. Sống tích cực. Rồi. Ok. Đấy. Với cả cái chỗ NQH này này, nó hơi đọc hơi hơi nhanh quá, mình cách ra một cái. Đấy. Thì mình sửa lại một chút như vậy thôi. Được chưa ạ? Là mình thấy là ok rồi đấy. Rồi, nhấn lại convert nha. Rồi, bây giờ anh chị em chúng ta sẽ thực hành làm hai phần nhé. Phần 1 đó là sử dụng chat GPT để tạo ra cái giới thiệu cho mình. Anh chị em có nhiều thì mình đưa nhiều, có ít thì mình đưa ít, nhưng mình gạch đầu dòng những cái thành quả mà mình đạt được. Đấy, những cái thành công của mình và mình đạt được những cái gì mình đưa vào. Được không ạ? Nhá. Xong khi mà chúng ta làm xong cái bước đó thì Hãy để tôi giới thiệu cho bạn đấy. một người đặc biệt, một người đáng trao giá trị cho. Rồi. Đã. Rồi. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta sẽ thực hành bước 1 lên kịch bản. Bước 2 đó là tạo giọng nói AI. Được không ạ? Và chúng ta có 10 phút để thực hành nhá. Rồi. Một số câu lệnh nhé. Huy copy cái câu lệnh cho anh chị em nhé. Bạn là chuyên gia marketing này. Đấy. Ok, copy gửi vào trong Zoom nhé. Đó. Cái đấy là cái thứ nhất này. Cái thứ hai đó là câu lệnh thứ hai. Đấy. Thì sử dụng hai câu lệnh này thì chúng ta vừa ra được kịch bản, chúng ta biết được các cảnh. Cái cảnh đó chúng ta cần cái thông tin gì? Được chưa? Đấy. Cảnh 1 là gì? Cảnh 2 là gì? Đấy. Dạ. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển nó sang thành giọng nói. Đấy, anh chị em làm luôn đi ạ. Tôi biết là rất nhiều người đã học rồi, thậm chí học đi học lại rồi, nhưng mà chưa ra được kết quả. Và ngày hôm nay nó là ngày mà cầm tay chỉ việc, anh chị em chúng ta tạo được kết quả luôn, đúng không ạ? Khó chỗ nào, vướng chỗ nào, bật mic lên hỏi luôn, được không anh chị em? Nhé, làm luôn đi ạ. Mình phải làm nhé, phải làm thì mới 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 thấm được, mới ngấm được. Chứ còn ngồi học không ấy thì nhiều lắm, lý thuyết thì nhiều lắm. Nhưng mà cứ học không thì không ăn thua đâu. Bây giờ làm đi ạ. Ai làm xong rồi thì gửi. Tức là xong bước nào, mình xong bước 1 phát là mình gửi luôn nhé. Xong bước 1 là mình phải phải thông báo luôn nhé. Để Vi hỗ trợ, Vi sửa cho anh chị em luôn. Ngày hôm nay mà chúng ta xong được một cái video là thành công, cực kỳ thành công rồi. Và khẳng định với anh chị em, nếu mà ai mà tập trung làm ấy thì việc mà xong video không phải khó, không hề khó tí nào. Em có lời giới thiệu và tạo giọng nói nó chỉ dưới 500 từ, đấy là em chưa có đăng nhập, em phải đăng nhập vào. Em không đăng nhập nó vẫn cho em dùng nhưng mà chỉ có 500 từ thôi nhé. Em nhấn vào login, sau đó login bằng bằng Google thì nó sẽ lên 2.000 từ đấy.
Thường xuyên làm đi, ngồi nghĩ gì đấy. Hồng Nguyễn này làm đi ấy. Em đang đọc cái chat nó chạy. Đang chat chạy à? Rồi. Lan Phương làm chưa? Nguyễn Mạnh Hùng làm luôn đi. Anh Tiệp làm chưa anh? Đang ngồi nghĩ vẻ đăm chiêu lắm. Anh Cường nữa, anh Cường này. Làm chưa? Thấy đang làm đấy. Ok, tốt. Bạn Hải Yến đã làm được chưa? Đang làm thầy ơi. Ok. Huỳnh Quang Linh này. Mình đã bắt đầu làm chưa? Anh Triều làm đi anh ơi. Mình ngó xem nữa, toàn xem thôi, không làm ra kết quả đâu. Cái này là phải tạo ra sản phẩm thì mình mới sướng được. Mình cứ ngồi nghe không xong là quên đấy. Rồi. Anh Ngô Thanh Nhã này, anh Tuấn này, Trần Luận này, đấy, Lê Hữu Thuận này, Duy Khánh này, Văn Quang này, anh Bùi Duy Hoàng này, Hiền Thảo này, Khánh Toàn này, Hiếu Ân này, đấy, kể cả là hàng Phạm Trần Phương làm luôn đi em. Mình không cần phải viết hết những cái gọi là của mình ra đâu, mình chỉ viết khoảng độ được 3 đến 5 cái thành tích của mình là được rồi nhé. Chỉ cần 3 năm thành tích của mình được là được rồi, mình cũng không cần viết hết đâu. Thứ nhất là mình tạo ra được kết quả, mình biết cách làm đã. Đấy. Sau đấy thì mình tự tin hơn để mình làm những cái thứ khác nó khó hơn, nó hay hơn. Đấy. Còn bước một mình cứ hoàn thành hơn hoàn hảo, chưa cần phải hoàn hảo vội. Nhưng ít nhất là mình biết cách làm và mình thực hành, để tạo ra kết quả. Đấy. Và Huy mong muốn là sau buổi ngày hôm nay, sau ngày hôm nay anh chị em về, anh chị em sẽ tạo ra được cho mình cái video quảng cáo chính bản thân mình, xây dựng thương hiệu bản thân mình. Sau đó anh chị em đăng lên và lúc đấy thì làm sao ạ? Mình sẽ chia sẻ lên nhóm để mọi người cùng cùng được biết nhá. À, chia sẻ lại bước một cho cái người nào đấy nhá. Đấy, bước một đây là lên kịch bản, đúng không ạ? Bước một lên kịch bản thì cái này thì anh chị em rất đơn giản, đó là gì ạ? Đưa vào chat GPT. Đấy, chat GPT. Được chưa ạ? Đưa vào chat GPT để lên kịch bản. Lên kịch bản là gì ạ? Xây dựng thương hiệu cá nhân thì chúng ta đưa vào đó những cái thông tin cá nhân của mình. Ví dụ như là mình đã có những thành tích gì, mình đã phục vụ được bao nhiêu khách hàng, mình đã giúp được đỡ được bao nhiêu khách hàng. Đó, cái sứ mệnh của mình là gì, tầm nhìn của mình là gì, mong muốn của mình là gì. Đấy. À, cái slogan của mình là gì, ví dụ như là có tâm mắt có tầm này, hoặc là gì ạ, tất cả là chất lượng, là uy tín đặt lên hàng đầu này, ví dụ thế. Thì tất cả những thứ đó là mình đưa nó vào để có dữ kiện để ChatGPT nó viết cho mình cái bài quảng cáo, bài giới thiệu. Dạ. Thứ hai nữa là tạo void thì bằng ttsfree.com. Đấy. ttsfree.com nha. Sử dụng thằng này vừa nhanh vừa dễ vừa gần gũi vừa miễn phí. Chat GPT thì Huy cũng dùng bản miễn phí thôi anh chị em ạ. Ở đây là Huy đang làm anh chị em là những cái thứ cơ bản nhất và gần như anh chị em chưa phải mất phí. Còn anh chị em thích những cái mà cao cấp hơn, sâu hơn thì lúc đấy thì chúng ta sẽ làm sau. Nhưng mà đầu tiên đó là làm những thứ miễn phí đã. Đấy, miễn phí thì nó sẽ gần gũi hơn, nó đỡ rào cản. Bây giờ lại lại phải mất phí thì chúng ta lại sinh ra những cái rào cản. Đó, khi mà sinh ra rào cản thì sao ạ? Là chúng ta lại lười, chúng ta lại không làm, đúng không? Ok nhé, nào mình thực hành luôn đi Hiền Thảo ơi. Rồi, Khánh Toàn này, Hiếu Ân này. Làm chưa? Nếu mà được thì chúng ta hãy bật cam lên nhá. Bật cam lên thì mình sẽ gọi tên từng người một, đặt đúng tên này. Rồi bật cam này đó.
Rồi, có ai xong được cái kịch bản rồi thì thông báo nhé. Vướng chỗ nào, gặp vấn đề gì thì cũng comment hỏi luôn hoặc bật mic lên hỏi luôn. Cần thiết thì xem màn hình mi chữa luôn. Nhưng mà phải làm nhá, phải làm. Phải làm, bắt buộc tất cả mọi người đều phải làm, kể cả đội trợ lý cũng phải làm luôn. Trần Phương làm chưa? À, Hoàng Lanh đã có có file MP3 đây rồi. File thu của em Thầy, cho em hỏi là cái chat GPT của em á, lúc này nó bị nó, mỗi lần mà mở cái đó là nó bị đứng, cái Google Chrome á, là nó chạy, nó không có chạy được á, là nó bị. thì em đổi trình duyệt khác đi. À Đổi trình duyệt khác đi, hoặc là tạo một cái tab, một cái tab khác, một cái tài khoản Chrome khác, hoặc đổi trình sao duyệt khác. nó đứng luôn cả cái trình duyệt. Không thì em xem màn hình đi, xem là lỗi là gì. Bỏ ra được. Danh hiệu, danh xưng hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình, thánh hiệu Đức Maria Trinh Nữ Vương. Hai, tính chất, hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình là dòng giáo phận, đứng giữa công khai ba lời khuyên phúc âm, thiết tịnh, khó nghèo và vân phục. Ba, bổn mạng cùng với việc tôn kính thánh tổ phụ Đa Minh hội dòng nhận Đức Maria Trinh Nữ Vương là bổn mạng 22 tháng 8. Ừ. Nó không chưa đầy đủ à, Hoàng Anh ơi. Cái file của mình là chưa đầy đủ đúng không? Ừ. Thì mình làm cho đầy đủ đi. Mình cũng làm một cái ngắn thôi nhá. Ví dụ như là cái của Huy là 1.400 từ và nó lên là 1 phút 19 giây. Đấy, nếu mà anh chị em nào làm quá nhiều quá 2.000 từ thì chúng ta làm hai file nhé, chúng ta tách làm hai file, hai file MP3 sau rồi chúng ta ghép lại sau nhé, chúng ta tách làm hai file MP3 sau rồi chúng ta ghép sau, ok không ạ? Nếu mà chúng ta làm dài quá nha, cũng không nên viết quá dài, không nên làm quá dài nhé, làm ngắn thôi cho nó dễ. Mà bây giờ video ngắn mới là vua, video dài bây giờ là người ta không không xem đâu. Đăng nhập thì toàn báo là có tài khoản rồi ạ. Chưa ao sao? Mình đăng nhập bằng Google ấy. Mình nhấn đăng nhập bằng Google ấy. Nhấn login. Anh Cường hỏi gì ạ? Thấy của cái bản GPT của Phường này nó không chuyển sang được cái tiếng Việt và bây giờ lại không áp được vào thì không biết làm gì, kích lên mà không chuyển được về tiếng Việt, Tức là không nó copy đặt được của anh thầy à? về, không chuyển được ngôn ngữ, Không, anh cứ hỏi tiếng Việt thì nó ra tiếng Việt, tôi không cần gì phải chuyển. nó trả lời bằng tiếng Anh hết, bởi vì cái mặc định ở sau này nó là tiếng Anh. Thì anh Vì cái bản này vừa mới nâng cấp lên Pro của thầy Cao Vương. à, đấy là do anh cài cái extension thì anh để ý cái phần output ấy. Cái phần output anh chọn là English thì nó ra tiếng Anh. Anh phần output anh chọn là gì ạ? Tiếng Việt thì nó sẽ ra tiếng Việt nhé. Không, như đây là có cái mục chọn là tiếng ngôn ngữ mà bấm nó không lên, nó không dừng lại để mình chọn ngôn Thì ngữ. cách dễ hơn đấy là anh disable cái extension đấy đi. Em đã xong và tải file âm thanh về rồi. Ok, Ngô Thanh Nhã đã xong rồi. Gửi file lên đây thế nào? À, có cái phần gửi. Cái chat GPT của em nó có dùng chung với thầy, nó chỉ cho thầy thầy dùng thôi, em dùng vào nó cứ báo đỏ. Chung là chung thế nào, chung liên quan gì đâu, ai liên quan gì với anh mà anh bảo dùng chung. Em vừa nhảy vào phát là nó báo đỏ này, nó không Đỡ không anh không Liên không Thiên, cái này của đây em nó là dùng riêng. chỉ cho một tin nhắn trong một thời điểm mà, đúng rồi. Không, đấy là anh nhầm thế nào, anh dùng tài khoản nào chứ ChatGPT này là dùng riêng đâu có dùng chung. đây là em dùng tài khoản này là Ví Huy Tích dụ lì mới dùng dòng chung. Proton.me, là anh có dùng tài khoản này không? Anh đang dùng tài khoản này Ừ. Dùng tài khoản này á?
Thế bây giờ em dừng rồi anh thì anh dùng bình thường có gì đâu mà. Tài khoản này có cái gì đâu, tài khoản miễn phí mà, nó hết hết blur rồi, nó đang miễn phí mà. À rồi để thử lại xem. Không thì em out ra, anh vào tài khoản khác, em vào tài khoản khác thiếu gì đâu mà. Em mấy chục cái tài khoản ChatGPT. Thiếu gì đâu. Đấy, em tiếp lại ao ra. Ừ. Đấy, em ao rồi đấy, anh có dùng được không? Nó báo đỏ hay không là do máy anh thôi, không liên quan cái việc là dùng chung dùng riêng đâu. Đây, ChatGPT mấy chục cái đây này, chẳng biết dùng cái nào rồi. Đúng là tài khoản miễn phí chạy chậm kinh khủng, cứ chờ nó lặn từng chữ. ChatGPT thì bây giờ nó phổ thông rồi, ai chẳng có, ai chẳng làm được. Không, của anh Tiệp là chat GPT Plus đấy thầy ạ. Thế bản Plus anh mua lâu rồi, hết hạn rồi. Không, mới mới mới. Mới thì nó là tài khoản riêng rồi đúng không? Không, tài khoản chung á. Chung à? Không 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 biết, không biết, không rõ. Anh Tiệp dùng được chưa anh? Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá cuốn sách Thiền rất dễ dàng của tác giả John Smith, một nguồn cảm hứng tuyệt vời để tiếp cận với thiền định và tận hưởng những lợi ích tuyệt vời của nó. Thiền định không chỉ là một phương pháp giúp chữa lành trực tiếp mọi bệnh tật mà còn mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích khác như tăng khả năng trí nhớ, giúp chúng ta từ bỏ các thói quen xấu và đem lại trạng thái tâm trí bình an và sảng khoái. Cuốn sách Thiền rất dễ dàng sẽ giúp bạn khám phá cách áp dụng thiền định vào cuộc sống hàng ngày, từ việc làm việc hiệu quả hơn đến giấc ngủ chất lượng hơn, từ xây dựng các mối quan hệ chất Rồi, lượng. cái phần của chị Lan Phương là ok nha. Muốn quảng cáo lớp luyện chữ thì dùng câu lệnh nào? À, thì câu lệnh nó tương tự như vậy nhá. Đây, mình xem câu lệnh nó tương tự như vậy này. Đó là gì ạ? Bạn là chuyên gia marketing nhiều kinh nghiệm, hãy viết cho tôi kịch bản làm video quảng cáo dài 90 giây về gì ạ? Về chủ đề nào đó. Thì chủ đề của mình đó là gì ạ? Luyện gì? Luyện chữ à? Luyện chữ là như nào, làm sao mình nói làm sao để cho máy nó hiểu, cho người khác hiểu. Luyện chữ thì là luyện cái gì đấy. Quảng cáo lớp luyện chữ thì cái nào phải mình phải nói cho nó hiểu, mình phải có một cái đoạn đoạn mô tả ngắn ngắn để nó hiểu cái lớp luyện chữ của mình là dạy cái gì, có những cái chức năng, những cái module nào đấy, thì con chat nó mới hiểu, không là nó bịa lung tung đấy nhá. Anh chị em sẽ viết xây dựng thương hiệu cá nhân cũng được, mà viết quảng cáo cũng được, hoặc chỉ đơn giản là giới thiệu một cuốn sách cũng được, giống như là chị Lan Phương ấy đấy, giới thiệu một cuốn sách về thiền định chẳng hạn, thế đấy là một cách rất là hay đúng không đấy. Rồi, đồ thanh nhã là xong rồi, anh chị em nào xong thì mình gửi kết quả lên nhé. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Ôi hay quá. Điều đó có thể trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của thầy Ngô Thanh Nhã. Thầy Ôi. Ngô Thanh Nhã, một chuyên gia hàng đầu trong việc dạy tiếng Trung với kinh nghiệm lâu năm, sử dụng phương pháp phản xạ nhớ dai để giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và Hay dễ dàng quá. nhớ lâu. Với phương pháp phản xạ nhớ dai, thầy Nhã giúp các bạn học tiếng Trung một cách tự nhiên, giống như cách mà chúng ta đã học tiếng mẹ đẻ. Không còn cảnh ngồi giờ giấc mòn mỏi với sách vở, không còn cảnh quên lãng sau khi học, thầy Nhã luôn tập trung vào việc tích chút trí nào. Ôi hay quá. Rồi tuyệt vời. Đấy. AI nó viết xong nhá.
là mình vẫn phải ngồi mình đọc lại, mình chỉnh lại, mình tinh chỉnh lại nhé. Đừng có vứt một cách nguyên si, vứt nguyên si nhiều khi nó không hay, nó không thật, nó không người mà nó máy quá. Đấy, cho nên là việc của mình đó là phải ngồi tinh chỉnh, sửa đi sửa lại một vài lần. Đó. Cái gì cũng vậy, mình cũng bỏ công, bỏ sức, bỏ tâm huyết của mình vào thì nó sẽ hay hơn. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta lấy nguyên si thì cũng được, nhưng mà chất lượng nó sẽ không không cao, nó không đạt được cái tiêu chuẩn của mình. Đó. Thế cái này chỉ 500 từ thôi à đấy? Đã vừa mới trả lời câu bên trên xong, đấy là phải đăng nhập vào. Lúc Lại nãy cái này vừa mới giả không nghe đây. Vừa mới giảng xong, tức thì xong rồi lại hỏi lại. Xong lại một người khác hỏi rồi, xong lại hỏi lại. À, đây nha, nếu mà mình không đăng nhập, nó là guest nè, là không đăng nhập thì được 500 từ. Mình đăng nhập vào là member năm được 2.000 từ, nhưng mà vẫn là miễn phí. Được chưa? Trả tiền thì 5 đô một tháng thì lên rất nhiều, gấp 5 lần luôn. Đăng nhập vào một cái thôi, có gì đâu. Đây này, log out ra này. Bây giờ mình chỉ cần log in này. Đấy, mình đăng nhập cái này hoặc là mình sign up này. Yeah. Mình sign up, mình tạo một tài khoản này. Tài khoản thì rất là dễ thôi. User này. Bây giờ mình dụ user của mình là 82 chẳng hạn. Email của mình là huytech82 chẳng hạn. Đấy. Xong đưa mật khẩu vào đây. Đưa cái mật khẩu vào đây là xong luôn. Cực kỳ dễ luôn. Đúng chưa ạ? Đấy, nhấn agree, create. Thế là xong. Tạo tài khoản thằng này gọi là siêu nhanh luôn. Đấy. Xong rồi vào email. Mình vào email mình vào email mình kích hoạt nó là xong thôi. Đấy. Vào email này nhấn con kích hoạt này. Đấy, thế là xong, mình nhấn login. Đấy, bây giờ mình login vào cái tài khoản đấy. Đấy. Mật khẩu. Đấy. Thế thôi. Thế là vào thôi nhá. Ừ, rất Ê, đơn có giản. cả cái username inode vanity, tức là cái server không ấy được. Cái username của mình ấy là nó bảo lỗi như vậy ấy, là đã có người sử dụng rồi, bây giờ mình dùng cái username khác, mình đặt cái tên khác đi, Mình nó đặt bị tên trúng, khác 2 lần rồi. mình bị trúng, mình tạo tài khoản nó bị trúng nhá. Rồi xong chưa, xong hết chưa, xong hết chưa? Mới được 1, 2, 3, 4 người xong thôi. Còn những người khác thì sao ạ? Còn vướng chỗ nào nữa không ạ? Hôm nay là mình học là mình phải tạo ra được kết quả luôn nhá. Mình không ngồi chơi đâu. Mình ngồi chơi thì nó phí lắm. Nếu mà mình ngồi chơi nó phí lắm. Được chưa? Rồi. Nếu anh chị em nào mà chưa xong thì chúng ta tiếp tục làm nhé. Sau đây thì Huy sẽ tiếp tục hướng dẫn tiếp. Nếu không chờ nữa bởi vì nó quá giờ rồi. Quá thời gian rồi. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào Victory này. Được chưa? Vào Victory thì chúng ta cũng tạo một cái tài khoản mới. Chúng ta có thể Continue with Google. Được chưa? Ở đây là Huy cũng tạo coi như là đăng nhập một cái tài khoản mới nhá. Thì mình tạo một cái tài khoản nào đó, đó của mình nhá. Đấy. Ví dụ như là mình đăng nhập sẵn vào một cái tài khoản rồi. Đấy, thì việc của mình đấy là gì ạ? Là đấy, tiếp tục thôi. Đấy. Nó hỏi mấy cái câu ấy này. Đấy. Cái này mình đóng vào nha. Đấy. Nó hỏi mấy câu này thì mình cứ next next thôi nha. Mình cứ next next đi nha.
mình cứ chọn đại cho mình, nách nách cho nha. Đấy thì chúng ta đăng nhập vào rất là dễ. Đây là Huy đăng nhập tài khoản mới hoàn toàn nhé. Huy hướng dẫn anh chị em cách đăng nhập tài khoản mới hoàn toàn, nhưng mà với điều kiện anh chị em có một cái tài khoản Gmail, ít nhất là một tài khoản Gmail đã đăng nhập sẵn ở trong máy. Được chưa? Thì ở đây bắt đầu là gì ạ? À, tạo video này hoặc là edit video này. Được chưa? Mình tạo là create a video này. Đấy không ạ? Rồi. Ở đây thì nó có các cái bước như này. Thì mình có thể tắt đi cũng được, không cần nha. Chỗ này nó có bốn cái này để mình chọn này. Bốn cái này để mình chọn này. Cái thứ nhất đấy là script to video. Đấy. Tức là gì ạ? Từ một cái đoạn văn bản để mà tạo thành video nha. Cái thứ hai đó là article to video, tức là gì ạ? Là một cái bài viết để chuyển thành video. Ví dụ như là chúng ta có một cái bài viết blog về một cái chủ đề nào đó, đúng không ạ? Đấy, chúng ta copy, chúng ta paste cái đường link vào đây là chúng ta có thể tạo thành video. Ví dụ một cái bài báo chẳng hạn, chúng ta lấy một cái bài báo, chúng ta muốn chuyển cái bài báo đấy thành video thì chúng ta copy cái bài báo đó gửi vào đây, thế là nó tạo ra một video gần giống. Nếu như mà những cái từ khóa chúng ta đưa vào là tiếng Anh ấy thì nó sẽ chọn ra những cái hình ảnh minh họa gần giống với từ khóa với những cái nội dung mà mình đưa vào. Nhưng tiếng Việt thì nó hơi khó gần một chút, nó không hiểu. Đấy. Cái thứ ba là cái tím tím này. Đó là gì ạ? Là edit video, sử dụng text. Đấy, input video. Tức là chúng ta sẽ đưa video vào, sau đó chúng ta sử dụng cái text để chúng ta chỉnh sửa cái video đó. Và cuối cùng đó là visual to video. Đấy, thì chúng ta có thể là chỉnh sửa video nhá. Thì ở đây thì cách đơn giản nhất, dễ nhất, nhanh nhất và lười nhất dành cho người lười, dành cho người không biết gì. Đó là chọn script to video. Đúng không ạ? Chúng ta nhấn process này. Đấy, script to video nhá. À, cái đoạn này thì mình phải log in vào cái thằng này. Đấy, để mình lấy cái script của mình. Rồi. Đây. Ok. History profile. Rồi. Nó không lưu với của mình. À, dạ. Nó không lưu của mình. Rồi, ok. Thế thì Huy sẽ xin một cái clip của anh chị em khác nhé. Huy làm mẫu nhé. Cái thằng này nó không lưu cái ấy của Huy. Đấy, có của ai làm xong rồi nhỉ? Gửi cho Huy cái script với cả cái file âm thanh. Cho Huy cái script với cái file âm thanh. Cho Huy một cái kịch bản của anh chị em với cái file âm thanh để Huy demo cho anh chị em luôn. Nào, ai muốn Huy làm nào? Gửi lên đây cũng được, lên Zalo cũng được. Nếu mà chúng ta làm giới thiệu bản thân mình nhé, thì mình nên đưa thêm những cái hình ảnh của mình nhé. Mình đưa thêm cái hình ảnh cá nhân của mình cộng với cả video của mình nếu mà có. Ok không ạ? Đâu rồi? Anh Nhã gửi đoạn nào rồi? Gửi Zalo chỗ nào rồi? Đâu rồi? Nhá, gửi Zalo cho em đi.
Rồi. Rồi gửi cái script nha. Gửi cái script tức là gửi cái đoạn văn bản ấy, cái đoạn văn bản để nó tạo ra giọng nói ấy. Rồi. Đây nha. Rồi. Chúng ta sẽ copy cái đoạn văn bản này nha. Được không ạ? Chúng ta đưa vào trong cái Pictory này. Chúng ta sẽ dán vào đây này. Được nha. Nhớ này, xóa đi mấy cái đoạn này nha. Đấy. Rồi. Đấy. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Thì cái đoạn này đáng ra chúng ta không cần đâu nha. Chúng ta hãy tưởng tượng thôi. Đấy, được không? Cần thiết thì mình lại sửa lại cái phần âm thanh thôi nhé. Rồi, cách ra một tí này. Đấy, cách ra để làm gì ạ? Để một cái đoạn nó không quá dài. Rồi. Đó. Chúng ta có thể là gì ạ? Chọn là highlight này. Chúng ta chọn là highlight này. Đấy. Mình sẽ bôi đen những cái này này, chúng ta chọn highlight này. Để nó gì ạ? Để nó tập trung vào những cái từ mà mình muốn nhấn mạnh. Đấy. Được chưa ạ? Trở thành hiện thực này. Đấy. Thầy Ngô Thanh Nhã này. Đấy. Chuyên gia hàng đầu này. Đấy. Kinh nghiệm lâu năm này. Hiệu quả này. Dễ dàng này. Đấy. Phương pháp phản xạ này. Đấy. Một cách tự nhiên này. Đấy. Tiếng tiếng mẹ đẻ này. Không còn quên lãng này. Mòn này. Tập trung vào việc kích thích trí não này. Đấy. Nhớ lâu hơn này. Đấy. Tự tin hơn này. Đó. Hàng ngàn học viên này. Đó. Kỹ năng tiếng Trung này. Đấy. Tham gia lớp học này. Đấy. Liên hệ ngay hôm nay này. Khám phá này. Ok nhá. Đấy, xong chúng ta nhấn là process này. Đấy chưa? Nhấn process này. Đó. Thì khi mà chúng ta nhấn process ấy, thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ có một cái ví dụ ở đây. Chúng ta chọn một cái ví dụ ở đây. Chọn một cái mẫu template ở đây. Nha. Template thì nó sẽ là cái gọi là cái chữ mà hiện lên ấy. Đó. Đấy. Đó. Thì chọn cái này đi. Đấy, hoặc cái này. Đó. Huy thích những cái đơn giản thôi. Nếu không cầu kỳ. Mình chọn cái 16:9 nhé. Anh chị em có thể chọn các cái khung hình khác nhau. Tùy. Mình mục đích của mình là muốn đưa lên YouTube hay là đưa lên TikTok thì chúng ta chọn cái khung hình khác nhau. Đấy. Rồi. Nó sẽ mất một chút để nó phân cảnh cho chúng ta và nó tạo ra những cái video cho chúng ta. À, anh nhã gửi cho em một số cái hình ảnh của anh nhé, gửi một số hình ảnh nhé, bởi vì có những cái đoạn mà nên xuất hiện hình ảnh của mình. Đấy. Rồi.
Bây giờ thì thứ nhất đó là chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân của chúng ta, cho nên là đôi khi là nó sẽ không có những hình ảnh của chúng ta đâu. Đấy. Cho nên là chúng ta cần phải đưa vào đây những cái video của mình. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ vào phần visual này. À, đầu tiên là chúng ta sẽ phần audio này. Chúng ta sẽ chọn vào My Upload này. Chúng ta upload lên cái file của mình này. File Ngô Thanh Nhã là file này đúng không? Và số 3 này. Rồi. Mình nghe thử xem. Đổi nét chính hiếu về hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình 1. Nhầm. Danh hiệu, danh xưng hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình, thánh hiệu Đức Maria Trinh Nữ Vương. 2. Tính chất, hội dòng nữ. Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá cuốn sách Thiền Rất Dễ Dàng của tác giả John Smith. Và chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Điều đó có thể trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của thầy Ngô Thanh Nhã. Thầy Ngô Thanh Nhã, một chuyên gia hàng đầu trong việc dạy tiếng Trung với kinh nghiệm lâu năm, sử dụng phương pháp phản xạ nhớ dai để giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và dễ dàng nhớ lâu. Với phương pháp phản xạ nhớ dai, thầy Nhã giúp các bạn học tiếng Trung một cách tự nhiên. Chào mừng các bạn chúng đến ta với đã học video tiếng hôm mẹ đẻ. rồi đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái review này luôn này đấy. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Đó. Thì nó sẽ tự khớp cái giọng nói với cả cái phần ấy luôn, với cả cái video, với cả cái Điều chủ đó có thể trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của thầy Ngô Thanh Nhã. đề. Tự khớp luôn. Thầy Ngô Thanh Nhã, một chuyên gia hàng đầu trong việc dạy tiếng Trung với kinh nghiệm lâu năm. Đó, anh chị em thấy không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh một chút về cái video. Đấy, thì cái video đầu tiên đó là mình nói về tiếng Trung. Tiếng Trung thì tiếng ạ, mình sẽ search những cái thứ liên quan đến 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 tiếng Trung. Chinese. Chinese. China. À. Hoặc là chúng ta sẽ cái đầu tiên là tưởng tượng imagine imagine bắt đầu hình ảnh một hình ảnh tưởng tượng đấy, ảnh một cái người mà đang tưởng tượng đấy. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Đấy, đúng chưa? Đấy. Đấy, ban đầu là nó sẽ có cái tưởng tượng đấy, sau đó thì bắt đầu gì ạ? Là đến sự giúp đỡ, hỗ trợ. Teacher. Rồi. Điều đó có thể trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của thầy Ngô Thanh Nhã. Rồi. Sau đến đoạn này là đưa hình ảnh của mình vào. Đấy. Nha. Đưa hình ảnh của mình vào. Rồi. Đấy. Đưa hình ảnh vào mình đưa lên bằng cách nào ạ? Mình nhấn vào phần visual nhé, mình nhấn vào My Upload nhé. Đấy ạ. Đấy, xong mình đưa hình ảnh của mình vào. Đây, đây có hai hình ảnh này. Đấy ạ. Mình upload này, nhấn vào save này. Đúng không ạ?
À, xong rồi mình chỉ nhấn vào đây một cái này thì nó nhảy sang đây luôn đấy, anh chị em thấy hay không ạ? Đấy, thấy Ngô Thanh Nhã là một chuyên gia hàng đầu trong việc dạy tiếng Trung với nhiều năm kinh nghiệm đó. Sử dụng phương pháp phản xạ nhớ dai để giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng, hiệu quả, nhớ lâu. Đấy, thì chúng ta lại chuyển sang library này. Đấy, chúng ta lại chọn vào cái hình thức là phản xạ. À, cách phản xạ. Đấy, phản xạ giúp học viên nhớ lâu. Thì chúng ta chọn một cái hình ảnh nào đó. Đấy. 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 Sử dụng phương pháp phản xạ nhớ dai để giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và dễ dàng nhớ lâu. Đó, được chưa? Rồi. Đó, phương pháp phản xạ nhớ dai thì thầy đã giúp học viên tiếng lúc là học tiếng Trung một cách tự nhiên giống như cách mà chúng ta đã học tiếng mẹ đẻ. Đó. Thì chúng ta lại đưa vào đây một cái hình ảnh học tập đi, thuyết trình đấy. Đúng mẹ đẻ thì Với phương pháp phản xạ nhớ dai, thầy Nhã giúp các bạn học tiếng Trung một cách tự nhiên, giống như cách mà chúng ta đã học tiếng mẹ. rồi không còn cảnh ngồi hàng giờ với sách vở, không còn cảnh quên lãng sau khi học đấy, ngồi hàng giờ với sách vở rồi sách vở ngồi học học tập studying learning. Đây ông cảnh cái đau đầu với sách này nữa đấy đó. Rồi đấy, thầy Nhã luôn tập trung vào việc kích thích trí não của học viên để giúp họ nhớ lâu, hiểu rõ và sử dụng tiếng Anh một cách tự tin hơn, tiếng Trung một cách tự tin hơn đấy. Happy happy student đấy. Thầy Nhã là chủ yếu tập trung vào học sinh hay là người lớn đấy dạy Thầy tiếng Nhã Trung? luôn tập trung vào việc kích thích trí não của học viên để giúp họ nhớ lâu hơn, hiểu rõ hơn và sử dụng tiếng Trung một cách tự tin hơn. Hello. Dạy người lớn và trẻ em à? Rồi rồi. Đấy. Em cho người lớn, cho cả người lớn, cho cả trẻ em luôn. Rồi tiếp tục này, xin số 8 này, hàng ngàn thành viên học chung này đấy. Rồi lại lên cảnh người lớn đấy. Student China. Rồi, cái này được. Rồi. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng tiếng Trung của mình, không cách nào tốt hơn đó là tham gia lớp học. Đây, tham gia lớp học. Mình chỉ là hình minh họa thôi mà. Đó, thấy chưa? Đấy.
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết. Liên hệ ngay. Contact now. Call me now. Liên hệ ngay. Đấy, đến với chúng tôi. Liên hệ ngay, chỉ thẳng mặt luôn. Đến đây, đến đây. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin. Máu. Rồi, khám phá thế giới tiếng Trung. Right now. Rồi, tiếp tục. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại trong lớp học student. Rồi, tiếp tục này. Xin cảm ơn và tạm biệt. Đấy. Đấy, đoạn này mình lại cho mặt thầy Nhã vào. Đấy, ví dụ thế. Ok, rồi. Sau đó thì chúng ta thêm tí nhạc vào, audio vào. Chúng ta chọn background music. Đấy nhỉ? Ở đây là chúng ta đang có cái nhạc này nhỉ? À, bây giờ chúng ta sẽ chọn preview. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Điều đó có thể trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của thầy Ngô Thanh Nhã. Thầy Ngô Thanh Nhã, một chuyên gia hàng đầu trong việc dạy tiếng Trung với kinh nghiệm lâu năm, sử dụng phương pháp phản xạ nhớ dai để giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và dễ dàng nhớ lâu. Với phương pháp phản xạ nhớ dai, thầy Nhã giúp các bạn học tiếng Trung một cách tự nhiên, giống như cách mà chúng ta đã học tiếng mẹ đẻ. Không còn cảnh ngồi giờ giấc mòn mỏi với sách vở, không còn cảnh quên lãng sau khi học, thầy Nhã luôn tập trung vào việc kích thích trí não của học viên để giúp họ nhớ lâu hơn, hiểu rõ hơn và sử dụng tiếng Trung một cách tự tin hơn. Đó là cách mà thầy Nhã đã giúp hàng ngàn học viên thành công trong việc học tiếng Trung. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng tiếng Trung của mình, không còn cách nào tốt hơn là tham gia lớp học của thầy Ngô Thanh Nhã. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin. Hãy khám phá thế giới tiếng Trung cùng thầy Nhã và phương pháp phản xạ nhớ dai. Chúng ta hẹn gặp lại trong lớp học. Xin cảm ơn và tạm biệt. Ok. À, cũng là 81 đấy nha. Đấy, sau đó chúng ta nhấn nhẹ download, đúng không ạ? Nhấn download rồi nó tải về đấy. Thế là đợi tí nó sẽ tải về thôi nhé. Rồi, ok, rồi trong lúc nó chạy nó sẽ mất thời gian một chút, thì anh chị em chúng ta bắt đầu làm đi ạ. À, bị lỗi không tiếng Việt à? Có lỗi đâu nhỉ? Chia sẻ lại xem. Hình mờ quá. Rồi, chút nữa thì sau khi mà xong thì sẽ có cái đường link gửi cho mọi người nha. Đấy. Có phần chia sẻ
chia sẻ đi nha. Chào mừng các bạn đến với video hôm Chia sẻ đây. Rồi, chút nữa nó sẽ xong cái phần chia sẻ thì anh chị em sẽ xem lại sau nhé. Thế còn bây giờ anh chị em chúng ta bắt đầu làm đi ạ. Video thì nó có cái hay của in video. Pictory thì có cái hay của Pictory. In video thì có một cái hay đấy là nó tinh chỉnh được rất là tốt. Cái khả năng tinh chỉnh rất tốt. Tuy nhiên thì chúng ta phải mất nhiều thao tác hơn. Chúng ta sẽ phải chỉnh nhiều hơn. Đấy, là thằng này nó đúng là AI. Còn thằng kia nó giống như một cái trình chỉnh sửa video, nó giống như CapCut, nó giống như Filmora, nó giống như là những cái trình chỉnh sửa video khác. Tuy nhiên thì nó tích hợp những cái công cụ online, ví dụ như là những cái phông chữ này, hay là những cái video có sẵn này, đấy, nhạc có sẵn này, đấy, thì mình làm nó tiện hơn thôi. Chứ còn mình vẫn phải chỉnh từng cái khớp nhạc, khớp nhất các thứ, mình vẫn phải chỉnh tay nhiều lắm. Đấy, mình phải sửa rất là nhiều. Thì thằng này làm nhanh hơn, dễ hơn. Có điều là cái tài khoản nó đắt hơn. Nói chung là tiền nào của nấy. Thằng in video kia thì tài khoản nó cũng đắt, không rẻ đâu. Một tài khoản một năm của nó là rơi vào khoảng 9 triệu. Nhưng mà xuất video không giới hạn. Còn thằng Pictory này thì nó khoảng độ 500 nghìn một tháng, tức là khoảng 3 triệu một năm. Và xuất video thì chỉ được 30 video một tháng thôi. Đấy. Đó. À, anh chị em làm bằng Victory cũng được, làm bằng in video cũng được. In video thì chút nữa Huy sẽ giới thiệu về in video nhá. Bây giờ anh chị em cứ làm đi, làm bằng Victory cũng được. Huy vẫn làm miễn phí, vẫn sử dụng phần miễn phí rồi. Ở đây là Huy đầu tiên là Huy ưu tiên những cái phần mềm nào ấy mà cho phép anh chị em làm miễn phí. Còn in video thì một số anh chị em có tài khoản, một số anh chị em chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ nâng cao sau, Huy sẽ giới thiệu sau nhá. Có hướng dẫn bằng in video, chút nữa sẽ hướng dẫn bằng in video. Nhưng đầu tiên anh chị em cứ làm bằng Victory đi. Đúng không ạ? Victory dễ hơn mà mình chưa làm được thì in video nó khó hơn. Nó tinh chỉnh hơn, nó gọi là mất thời gian hơn. Còn thằng Victory nó nhanh hơn. Ở đây mà mình đang hướng mọi người đến những cái dùng AI. Dùng AI để làm gì ạ? Để thứ nhất để tiết kiệm thời gian. Thứ hai để là mình nhàn hơn. Thứ ba là nhanh hơn. Đấy, còn tất nhiên khi mà làm AI nó nhanh hơn thì cái tinh chỉnh của mình ấy nó sẽ không bằng được so với cả InVideo. InVideo nó tinh chỉnh tốt hơn rất là nhiều. Chút nữa sẽ hướng dẫn về InVideo nhé. Chị Phương À. Tiên đang làm tới một copy mà chị không copy được thì thầy hướng hướng dẫn chị ấy Xem nhá, màn hình đi, thầy chị xem màn hình đi. thầy nhá. Ai không Phương làm ơi. được thì bật mic lên hỏi đi. Thầy ơi, em vào cái script editor đấy, em dán văn bản vào nhưng mà nó không dán được thầy. Em xem màn hình đi. Em lại đang zoom ở trên điện thoại, còn em làm ở trên meeting. Thì em xoay điện thoại em soi vào máy tính xem nào nó đang gặp lỗi gì. Vâng, thế để em soi vào đấy rồi. Rồi, em copy cái văn bản của em chưa? Copy văn bản chưa? Chưa copy. Chỗ này là Chị chưa bảo là copy. nó không ra, dán nó không vào, ý chị bảo thế. Đã chưa copy thì làm sao dán được? Rồi, bây giờ copy đi nào. Rồi, copy. Rồi, chuyển sang bên kia. Khi nào mà cái Start tapping. Control V. Mình nhấn vào cái nút bên cạnh nha, cái nút mà paste from clipboard ấy, bấm vào đấy xem nào. Start tapping here.
Như vậy là gì ạ? Như vậy là cái copy của em ở bên chỗ chỗ Word ấy là nó không thực hiện được. Bây giờ em thử copy ở Word ấy, em copy em gửi lên một cái trình duyệt khác đi. Em copy ở cái Vâng. em gửi lên cái trình duyệt khác đi, hoặc là em copy vào vào chat GPT được, hoặc copy trực tiếp từ chat GPT sang sang đây, xong em sửa ở đây xem nào. Em cũng làm từ chat sang này, em cũng không copy được sang này. Copy từ Em chat chat sang này. từ em copy từ cái đoạn text này sang em cũng không paste được sang thầy ạ. Làm lại xem nào, làm lại xem nào. Đấy. Đây, ví dụ như em Ừ, copy từ copy đi. đây sang này. Sao chép Đấy. rồi. Cho vào đây. Vào đây dán. Nó cũng không sang thầy ạ. Đấy, nó cũng không sang. Em Here office. có cóp ở bên này sang nữa nó cũng không được. Đấy. Bên này sang nó cũng không cho em dán. Đấy. Đấy. Không thực hiện được thế ạ, nó không dán được. Màn đánh cũng lại ngồi đánh từng chữ một à? À đây. Vô lý nhỉ. Em thử Ồ, gõ chữ cái này xem nó nào. lại không pét. Em thử gõ chữ xem nào. Ồ, gõ thì từng chữ thì lên thế ạ. Gõ chữ xong enter xong rồi mới dán. Gõ chữ đi xong rồi enter xong rồi dán. Cũng Đến Ctrl V xem nào. không được ạ. Gõ thì được, còn đâu là dán. Đây nhỉ. Nó lỗi gì ấy. Em cũng Em không thử rõ là lỗi gì. tắt đi bật lại, tắt đi vào lại xem. Tắt cái Victory này thôi hay là Ừ. tắt hết không? Tắt cái Victory đi xong rồi lại vào lại. Rồi. Rồi. Này cũng có thể do mạng, nhưng mà cái này nó chưa liên quan đến mạng đâu. Mạng yếu thì làm sao mà vào được Zoom, bảo Zoom nói ầm ầm như vậy. Còn cái văn bản đấy thì nó quá là đơn giản luôn, quá là nhẹ. Rồi anh chị em khác Đấy, bây giờ tiếp tục làm cái công việc của mình đi nhá, anh chị em khác vẫn làm công việc của mình đi nhá. em vào lại thì em vào đây. Đấy. Xong là em dán lại nhé. Đoạn text này của em copy. Em dán lại. Lại. Đấy, Đấy. À. được Thế là trước là phải ra vào lại như thế thì được rồi thầy. không? Nhiều khi nó bị đơ nhá. Rồi, ok nhá. Xong rồi mình nhớ mình tách ra thành những cái đoạn ngắn nhá, đừng để dài quá. Mình tách ra những đoạn ngắn này nhá. Đoạn tiếng mình lại cho tiếng vào cái chỗ nào cái Không cho tiếng tí nữa sau, đoạn tiếng sau nhá. Đoạn à. tiếng thì cho sau, bây giờ mình cho thành những cái đoạn ngắn đi. Mình tách nó ra thành những đoạn ngắn, đừng để nó dài thế. Sau đó mình nhấn highlight những cái phần nào quan trọng, mình nhấn highlight lên. Rồi, những người khác thì sao? Em cứ thế. Rồi, em tắt xe đi. À không, em có xe đâu mà tắt. Rồi, những người khác thì sao rồi, làm đến đâu rồi? Phải làm nhé, anh em bắt buộc là phải làm nhé. Phải làm ra kết quả ngay trong ngày hôm nay. Lỗi phông chữ thì mình chọn phông khác. Lỗi phông chữ thì mình chọn phông khác nhé. Hôm nay mình phải ra kết quả, kể cả là được hay không được, gọi là thành công thì hoàn hảo thì thành công hơn hoàn hảo, hoàn thành hơn hoàn hảo. Cứ phải ra được kết quả đi đã, xong bắt đầu là hôm sau mình lại sửa tiếp, chỉnh tiếp. Khi mà mình đã Thầy biết ơi, cách làm rồi thì là mình đấy đã. thầy em ấy hình ảnh làm đẹp nhưng mà từ nãy giờ nó chẳng ra ấy. Đã bảo rồi là nó không hiểu tiếng Việt đâu, phải nó biết tiếng Anh. Vãi. Vãi gì mà vãi, nãy vừa nói rồi. Em lại phải chuyển đến anh. Cái này nó không hiểu tiếng Việt, nó biết tiếng Anh nào. Lại cái thằng
Rồi, anh chị em khác làm đến đâu rồi? Không làm là mình ngồi chán lắm đấy. Mình mà không làm mình ngồi mình sẽ rất chán. Mình sẽ bảo ôi học chả học được cái gì. Còn người nào mà làm ấy thì sẽ học được rất nhiều điều luôn. Rồi. Anh Cường làm được chưa? Anh Tiệp làm được chưa? Cái GPT của bị lỗi rồi thầy ạ, không làm được thôi để hôm khác xem lại. Ui lại hôm khác, ngày này hết hôm này xong lại hôm Đấy, khác. Mai anh ơi để xem cài lại cái GPT này. không, cái GPT lỗi thì bỏ qua cái GPT đi, mình tự nghĩ ra cái đoạn của mình. Anh tự viết đi, rồi ôi có một Thế đoạn thì viết không ngắn cần ngắn có GPT một nữa. phút thôi mà. Mình tự viết đi. Mình tự viết được mà. Không GPT mình dùng con khác. Đây em lại giới thiệu con khác cho anh. Ôi giời, GPT thì bây giờ nó đầy mà. Bây giờ phi cái đoạn đấy vào library thì là Pictory thì là vào cái vào vào cái phần nào Huy nhỉ? À, thấy Huy nhỉ? Dạ. Cái gì Bây anh? giờ mình phi cái đoạn là quảng cáo của mình vào 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 cái phần nào ở trong Pictory nhỉ? Script Clip à? to script script to video. Script to video. Trên của anh vào có phần story với à visual với cả ấy mà chưa nhìn thấy cái script ở đâu. Anh xem màn hình đi. Đây. Muốn dán lại văn bản từ bước đầu tiên thì chọn vào đâu? Dán lại văn bản bước đầu tiên thì mình bách nữa ra. Mình tạo cái khác, mình tạo một cái mục khác, hoặc là Đây mình chia sẻ vào phần màn hình. story nhá, bạn ân nhá, mình nhấn vào phần story nó sẽ cho mình sửa cái văn bản. Anh vào đây là anh vào bên trong rồi, Thế bây giờ thoát ra ngoài. anh vào nhấn vào story em xem nào, anh nhấn vào phần story em xem nào, đấy anh dám vào đây rồi đây này. Anh xem cái phần dán này của anh là đúng chưa? Dán vào chỗ xin chào quý khán giả cái chỗ kính nút đấy á. Không, đây em có đoạn cảnh ấy kìa, như là xin chào mừng bạn đến với video giới thiệu về thầy cái à. À không, anh muốn dán đoạn khác. Dán đoạn khác thì bây giờ anh gọi là out ra, anh nhấn vào phần My Project. Anh nhấn vào phần My Project. Nhấn vào Ao của My Pictory này ra. Không, anh nhấn vào My Project ở bên trên có cái hình tên lửa kìa. Ở bên cạnh chỗ help kìa. Đấy, My Project. Ở bên cạnh nhé, bên cạnh bên trái, bên trái. Đó đây. Đấy. Rồi, giờ anh tạo cái khác, anh create project. Rồi. Tạo cái mới. Đấy, vào script to video, nhấn process. Ừ. Đấy, xong rồi anh dán cái khác vào đây. Rồi bạn ân gì mà muốn tạo cái văn bản khác thì cũng tương tự như vậy nhé. Đấy, cầm tay chỉ việc thế này thì mới biết được là anh chị em nhà mình có những cái bước rất đơn giản nhưng mà mình không làm được. Đấy. Xong rồi ấn paste from clip backward à? Không, cái đấy là anh vừa dán rồi thì bây giờ anh nhấn highlight đi hoặc không cần highlight cũng được. Anh tách cho em ra thành những cái câu khác nhau. Anh chỉ cần tách cho em những cái câu khác nhau, đừng để nó dài quá. Đấy. Cứ dấu chấm hoặc là nó cứ khoảng trên một dòng thôi. Ví dụ đến đoạn kia đến chấm cái là anh xuống dòng để nó diện để nó tách thành hai cảnh khác nhau. Nếu không thì nó gộp vào thành một cảnh, nó sẽ rất là dài, chữ nó rất là nhiều. À sẽ xong một dấu chấm nữa xong Sau một chấm thì anh nhấn enter cái đấy để nó tạo thành cái khác nhau đấy.
đấy, cái đoạn đấy từ bao gồm ấy, từ đoạn bao gồm anh cũng sau dấu phẩy ấy, anh cũng tách ra đấy, nhấn nhấn enter cái đúng rồi đấy, Rồi sau đấy là ấn process cái đoạn rồi cảm ơn à, thôi được rồi anh, sau đó anh nhấn process. Đấy, sau anh chọn một cái template, chọn một cái mẫu nào đấy mà anh thích. Thì cái mẫu này chủ yếu là mình chọn cái mẫu của cái chữ chạy bên dưới thôi. Đấy. Chọn cái nào mà mình thích hoặc là ngẫu nhiên, thực ra là cái nào nó cũng đẹp cả. Đấy, chữ chạy bên dưới là cái phụ đề mình chọn cái đơn giản thôi. Ấn continue là xong đó. Đến continue đúng không? Rồi, anh chị em khác có ai có câu hỏi nào không? Đấy, tôi gửi cái đường link cái video mà của anh Nhã. Rồi nha, anh em làm xong chưa? Có cần thêm cái gì không? Xong ấn vào download là thầy đi. Không, anh xong đâu mà download. À, còn audio mới là còn ảnh. Đó, anh đầu tiên anh phải up cái giọng của anh lên đã, cái giọng nói lên đã. Cái phần phần voice anh đã up lên chưa? Chưa. Phần voice thì là vào vào đâu để ấy nhỉ? Anh vào phần visual, anh vào phần audio cũng được, anh vào phần audio. Đấy, xong nhấn vào my upload. Nếu mà mai upload đấy, xong anh up cái voice anh vừa mới tạo ra, xong anh up lên Ờ, cái form tôi vừa tạo ra bây giờ xếp nó xếp ở đâu nhỉ, phần nào ở hỏi xếp ở trên. đâu Lúc nãy mình cũng không hiểu mình xếp ở đâu, mình chỉ bị copy vào thôi, vào thôi à, mình ấn up thôi nó à, có phần mất download, anh đã download về chưa, chưa ấn download về. anh đã download chưa, anh phải download về đi xong rồi anh tìm chỗ xếp ở đâu. Rồi, những anh chị em khác thì sao rồi? Làm đến đâu rồi? Phông chữ ở đâu à? Rồi. Trước giờ mình làm toàn bằng tiếng Anh, giờ làm tiếng Việt. Video cũng lỗi quá. Ở làm tiếng Anh thì cứ làm tiếng Anh thôi, sao phải làm tiếng Việt? Khi preview thấy cảnh thứ năm còn thiếu từ, em muốn thêm từ vào thì làm sao? Muốn thêm từ vào thì nhấn vào phần story. Nhấn vào phần story nhá. Victory vào điện thoại được không? Được, Victory làm ở trong điện thoại vẫn làm được. Phông chữ ở đâu? Phông chữ ở phía phía menu ở bên trên đấy. Đây nha.
phông chữ ở đâu? Mình nhấn vào chữ này nha, mình nhấn vào chữ này, nó sẽ có phần phông chữ ở đây này, đây là Arial này, mình chọn một loạt phông chữ ở đây này nhá, mình nhấn vào chữ thì nó mới hiện ra nhé, nhấn vào chữ nó mới hiện ra cái phông chữ nó nằm đây này, được chưa? Còn mình muốn sửa cái chữ mình nhấn vào phần story này đấy, thì mình có thể sửa chữ ở đây này nhá, mình có thể sửa chữ thêm chữ ở đây này nhá, ví dụ như cái câu nào mà dài quá ấy, chẳng hạn thì mình đặt nó vào đây. Đấy, xong mình nhấn vào gì ạ? Nhấn vào slip scene thì nó sẽ tách ra một cái cảnh này, nó tách ra làm hai cảnh. Đấy, đấy. Nếu mà mình muốn hai cái cảnh đấy mình ghép vào với nhau thì nhấn vào link scene thì hai cảnh này nó sẽ gì ạ? Cùng một cái hình minh họa, cùng một cái video minh họa. Nhá. Ok không? Rồi anh chị em hỏi gì nữa không ạ? Không thể nào đăng ký được TTS free. Đăng ký TTS free là cái thứ dễ nhất rồi anh Cường ạ. Anh không đăng được, anh không đăng ký được thì nó em cũng chịu ạ. Thầy ơi, thầy bỏ xe màn hình đi để em xem hỏi cái này. Em xe đi. Không xe được. Xe được. Đây. Em tới đấy em muốn cho hình ảnh của mình rồi. Thì hình ảnh của mình upload ở đâu nhỉ, thầy nhỉ? Vào phần My Upload. Em chưa nhìn thấy em đoạn mai upload nó ở đâu. Vẫn nhấn vào Visual. Đi rùa đây. Kéo lên trên. Kéo lên trên hiện ra cái menu đi. Đấy, nhấn lên My Upload. Đấy. Nhấn vào cái upload này này. Đấy. Nhấn vào đấy xong rồi chọn cái hình ảnh của mình. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được Rồi. rồi đang Đấy, upload lên. Em vâng. up file MP3 rồi nhưng làm thế nào để chạy xuyên suốt? À. Chạy xuyên suốt thì mình nhấn vào là Entire Video. Nhá. Đấy nhá. Vào phần audio nhá. Chọn phần My Upload nhá. Mình nhấn vào Entire Video này. Entire Video này thì nó sẽ đưa vào cả video luôn nhá, sẽ đưa vào cả video luôn, đưa vào đây một phát xong, nếu mà cái file MP3 của mình ấy mà nó khớp với cả cái phần script, cái phần kịch bản ấy, cái phần chữ của mình ấy thì nó sẽ tự động nó phích với nhau luôn, tự động nó chia các cái cảnh là khớp với cả cái voice của mình luôn đấy. Đây là cái điều vô cùng đặc biệt mà thằng in video không làm được. Thằng in video không thể nào mà làm khớp được như thằng này. Thằng in video thì mình phải chỉnh tay. Tất nhiên nó cũng sẽ chia nhưng mà nó không thể nào chia khớp như này được. Kể cả bây giờ nhé, mình chia hai cái cảnh, mình slip cái scene cái cảnh ấy, mình slip nó ra, mình tách nó ra làm hai ấy, thì cái thằng này nó cũng tự động nó khớp vào cái audio luôn, hoặc là mình ghép cái cảnh vào thì nó cũng tự động khớp với cái audio luôn. Cái điều này thằng InVideo không làm được, đấy là lý do tại sao mà mình thích dùng cái thằng Pictory này hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó đúng là AI luôn, nó rất thông minh đấy. Còn thằng InVideo kia thì nó tinh chỉnh cực kỳ tốt, tuy nhiên thì không khác gì cắp cắt, mình dùng cắp cắt cho nó nhanh, đỡ phải up lên up xuống. In video cũng có cái hay, đây là gì ạ? Là mình chọn những cái hình minh họa, sau đó mình đưa vào thì nó cũng khá là nhanh. Rồi. Đến đâu rồi? Anh chị em làm đến đâu rồi nè? Báo cáo kết quả đi nè. Rồi, anh Cường xem màn hình xem nào là anh tạo cái tài khoản TTS free có gì mà khó khăn đấy, cái đấy là cái dễ nhất rồi. Còn có khoảng độ 10 cái thằng mà tạo giọng nói bằng AI như vậy. Có khoảng độ 10 thằng và hầu hết 10 thằng này mình đều có thể dùng free được. Nó chạy lung tung quá. Chạy lung tung quá là chạy lung tung như nào? Lung tung là về cái khớp cái giọng giọng voice của mình hay là Nó còn bị lỗi nữa.
lỗi như nào, anh phải share thì mới biết được lỗi như nào. Chứ còn hình ảnh thì mình phải chọn lại hết nhá, đừng đừng trông chờ vào mình biết tiếng Việt mà nó hiểu để mà nó chọn ra được cái ấy. Khớp với voi thì mình không làm cho nó khớp với voi được hay sao? Không không khớp được với voi à? Mình chọn cái entire video chưa, và cái đoạn văn bản của mình ấy, cái đoạn mà mình tạo ra cái video, cái file MP3 ấy, nó có đúng là cái đoạn mà mình đưa lên script hay không? Nếu như mà cái đoạn mà mình đưa lên script nó chính là cái đoạn mà tạo MP3 ấy, thì 90% là nó khớp luôn. Đấy, 90% là nó khớp luôn. Trừ phi là hai cái đoạn đấy của mình nó khác nhau. Tức là cái đoạn văn bản với cái đoạn nói nó khác nhau. Anh Cường cứ share đi. Xem của anh lỗi Đây thầy nào. đăng ký, vào đăng ký nhưng mà đánh không thể nào đánh được, Không đánh là không đánh được cái gì. Anh đã tức đăng là ký đánh đâu. nó còn đánh cái tên đăng ký nhập vào nó không cho. Nào. Sao đổi om này nhỉ? Đây đúng không? Đây. Mất điều. Ông được. Anh gõ Google đi, anh gõ Google đi, anh gõ bên dưới đi, nó đang bị lỗi, đang bị lỗi. Anh mở nhiều tab quá, máy nó đang bị treo, máy Ok. yếu, máy mình nó yếu, xong rồi mình lại mở nhiều ứng dụng quá, xong lại còn ghi cả màn hình nữa. Anh không cần ghi màn hình đâu, em có ghi rồi, tí em gửi video xem lại. Máy mình đã yếu rồi, xong rồi mình lại bật nhiều nhiều cái phần mềm quá thì chính ra là nó bị treo hay sao. Đấy. Yeah. Anh nhấn vào sign up, đúng rồi. Đấy, anh gọi username, email. Đây thầy, Rồi. Cái này khả năng nó sẽ bị lỗi bởi vì cái tên kia nó có người dùng hết rồi. Rồi, anh đã nhấn vào tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện đăng ký chưa? ấn như này hết đây này, nhưng mà cái này để bây giờ cho hẳn là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ôi, không cần nhiều thế đâu. Nhưng mà cái kia sợ nó dùng rồi mà cũng không được. Rồi anh cứ nhắn đi. Ôi trời, cái này được đấy. Đấy, thấy chưa? Lấy rồi, nó sẽ Đấy, giờ thì có gì đâu. Một là anh gõ cái tên nó bị sai thì anh xem nó báo lỗi là gì. Cái thứ hai đấy là mình không quên, không nhấn vào cái dấu tích. Bây giờ anh có vào tôi. email. Bây giờ anh vào email của anh nha. Anh vào email của anh nhấn cái vào cái đường link kích hoạt đấy. Thế mà bật lên thì em nhìn cái là nó lại được ngay, nó sợ em Lấy rồi. thế buồn cười, Buồn cuối cười đâu cùng mà buồn lại cười. máy này Cuối cùng chơi cho mình hết bự. buồn cười, buồn cười. Ok anh Cường tới đây là xong rồi, nhường cho em nhá. Em với chị Phương Xuyên đang xong hết rồi nhưng mà chưa biết tải về để em xem màn hình. Em chưa xong mà là em mới đang muốn là up cái tiếng lên, thì up vào chỗ nào thầy nhỉ? Đấy. Đúng Đây là thầy không. ơi, Rồi. em tới đây rồi, xong xong hình ảnh rồi. Sao của em nó cứ mất mất cái đoạn bên dưới mà. Mất đoạn bên dưới là như nào? Rồi em nhấn preview chưa? Review đây, ok giờ nhấn. Hình ảnh xong hết chưa? Khớp Hình chưa? xong hết. Khớp rồi. Ừ, xem video thế thế được thì nhấn download đấy. Thầy ơi, em tưởng là còn ghép được cái video, cái MP3 đọc tiếng mà thầy.
Ừ, em ghép chưa? Em chưa biết ghép nữa đấy thế ạ. Em vào phần audio nhá, xong em chọn phần mic upload. Phương này là chưa ghép được phần audio này Phương ơi. Rồi. Bây giờ Rồi. audio đây. Đấy, audio này, vào phần audio này. Đấy, vấn my upload này. Đấy, nhấn vào cái nút drag and drop này. Đấy, nhấn vào đấy, xong rồi chọn cái file audio mà lúc nãy mình vừa mới làm xong ấy. Nhấn vào my Icon Gia Da Lang NGHE. Đấy, thường xuyên làm theo hướng dẫn này. Tải tải lên rồi thì bây giờ vào đâu nữa thầy? Nhấn vào phần End Time Video ở nút ngay bên cạnh cái file mà mình mới upload lên đấy. Có Video. nút End Time Video thì nó sẽ giúp mình đồng bộ hóa cái phần text với cả phần voice của mình. À vâng. Đấy, nhìn xuống bên dưới chưa? Nó đang chạy hai dòng thì ạ. Đấy đúng rồi, để chạy hai dòng là ok đấy. Nhấn vào cái Của end em. time video kìa Phương ơi. En đây à? En Đúng tai rồi, nhấn vào đấy end time video. Nó chạy xong thì sao thầy nhỉ? Nó chạy xong thì nó sẽ đồng bộ giữa cái phần text và phần voice nhá. Mình cần thiết thì mình nhấn review mình thử xem nó có khớp không. Nếu mà không khớp thì mình sẽ phải tinh chỉnh hơn một chút. Nếu như mà cái giữa cái text của mình với cái voice của mình ấy nó là một ấy. Đi về, hay không chăng thôi, tiêu đôi Anh vợ ông Tiệp hồng, là chọn sai cái cứ voice rồi, đi chọn sang cái voice của ngôn ngữ khác à? Tim Cam và sang down nhận. Anh Tiệp ạ. Ừ, vào phần ngôn ngữ Anh là chọn tiếng Việt nha. Anh chọn tiếng Việt thì nó ra như giống như lúc đầu em cũng bị lỗi, em bị sai ấy. Chọn sai ngôn ngữ ấy. Thì nó sẽ ra đọc cái kiểu như vậy. đâu? Thầy ơi cái này hay thế thầy, nó khớp luôn thầy ơi, Chuyện thầy nói đây. chuyện Chào mừng các bạn đến với Về Trần Phương, của một em chuyên không gia khớp thầy ạ, nhiều lúc thì với nói hơn 8 giảng năm với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm không đẹp, khớp thì mình chỉnh lại thôi nhiều giải pháp và kinh nghiệm làm đẹp cho phụ nữ Việt Nam và trên toàn thế giới. Không chỉ là chuyên gia làm đẹp, Trần Phương còn là một người truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là một MC tài năng với nhiều kinh nghiệm làm MC và chuyên gia đào tạo MC. Trần Phương sẽ giúp mọi người nâng cao kỹ năng nói chuyện, giao tiếp và thuyết trình, giúp bạn tự tin hơn khi tham gia các sự kiện. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những giải pháp làm đẹp, truyền cảm hứng tích cực và kỹ năng nói chuyện tự tin, hãy đến với Trần Phương. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn trở nên xinh đẹp và tự tin hơn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu chuyến hành trình của bạn. Thế là thấy ok chưa? Ok rồi đấy, nhưng mà nó mấy điểm mà mình vẫn hơi sai sai một tí. Ví dụ như liên hệ với chúng tôi đang giới thiệu Trần Phương thì phải liên hệ với tôi, liên hệ với chúng tôi. Nhưng mà cơ bản thì cũng được, cơ bản là cũng được, ok. Cơ bản là biết làm cái lẽ. Cơ bản là cũng được, với cái mục tiêu của mình là giới thiệu cả cái cơ sở spa của mình rồi đấy thì cũng ok, nói chung là được. Cơ bản biết làm rồi, còn thầy gửi để làm tiếp. Đúng rồi, mình phải làm Bây vài giờ lần thì lưu. mới quen được. Bây giờ nhấn đây để lưu à Không, thầy. nhấn X đi, dấu X đi, tắt đi cái này mà review thôi mà. Đây Đấy, đây đây. xong rồi nhấn vào download. Download Đấy, ok. nhấn vào download, nhấn vào video. Đấy, chọn Video. video. Đấy, thì nó sẽ phải chạy chắc khoảng mất độ 5 phút, 5-10 phút gì đấy. Nhá. Ok thầy. Sau Rồi khi anh chị em hỏi tiếp thì hỏi đi. đấy Thầy đang nói sau khi gì đi. à. Thầy vẫn đang bảo sau khi gì chạy xong. Sau khi chạy xong thì mình nhấn nhấn vào cái video đấy để download. Phải làm nhiều lần mới quen.
Ở tất nhiên cái gì cũng thế, phải làm vài lần nó mới quen. Đấy, nhưng mà đúng là mình phải phải làm thì mới vỡ ra được, chứ còn cứ ngồi nhìn thì nó loáng loáng nhìn trông rất hay nhưng mà Rồi, phải làm mới được, không làm thì không biết được. không làm không biết được đâu. Cho nên là có những cái lớp mà gọi là cầm tay chỉ việc như này thì mới mới ra được kết quả, chứ còn cứ học thì lý thuyết thì nhiều lắm, riêng về video thì Huy có nhiều phần mềm và nhiều công thức và nhiều cách để làm lắm, nhưng mà anh chị em không làm thì cứ có dạy thế dạy nữa thì cũng không ra được kết quả. Đấy, quan trọng nhất là mình làm đến đâu là mình phải hiểu đến đấy, mà mình phải tự tay mình làm thì mình mới hiểu được. Có rất nhiều người là không làm đâu, chỉ có ngồi nghe xong rồi bảo lại cứ bảo là thôi để hôm sau làm, giống như anh Cường ấy, thì hôm sau nó dài muôn thuở anh Cường ạ. Không phải nói là do đăng ký cái tài khoản này cũng được, Đăng thì ký không lấy được được, anh phải hỏi ngay. các bạn thấy thầy đang nói nhiều, nó đang nói ấy chứ không dám ngắt lời. Đâu, nãy giờ em chỉ chờ có người hỏi, ngồi ngồi không thì chỉ có chờ Ngay cả bây giờ chuyển sang cái này, chuyển sang tiếng Việt là như nào thì thế là toàn tiếng Anh vậy đấy, ti ti ấy. Hỏi. Nãy chứng tỏ nãy không tập trung, bây giờ lại dạy lại từ đầu. Không phải. Bây giờ anh xem màn hình đi, em lại chỉ anh tiếp. Phải cầm tay chỉ chuột. Tôi nói chuyện nhưng lại cứ không không lên tiếng Việt. Rồi, anh kéo xuống dưới. Anh kéo xuống dưới. Đấy, nó có phần ngôn ngữ kìa, từ từ này, kéo xuống quá rồi. Thích lên một tí. Đấy. Anh đấy, từ từ đấy, nhìn 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 ở bên trên này, bên trên kìa, bên trên có từ anh Mỹ Mỹ kìa, Mỹ Mỹ kìa, cái từ 50 Đây kìa, à, 50 đây. đúng rồi đấy, chọn tiếng Việt nha, nhấn vào đấy, kéo xuống dưới hoặc là nhấn chữ V đấy, À, nhấn rồi chữ rồi. V vào đấy Những tìm ở đấy, trên này. VI đi, VI đấy, nó có tiếng Việt 138 kìa, đấy thấy chưa, đấy thì Rồi. nó có tiếng Việt đấy, giọng nữ giọng nam đấy, thích giọng nào thì giọng. Rồi, cảm ơn thầy ạ. Ok, lúc nãy là hướng dẫn là không chịu tập trung đây mà. Hướng dẫn hết rồi. Còn anh chị em nào Không khớp hỏi với gì nữa thì void với tranh text thủ thì làm hỏi đi. sao? À, không khớp với void với text thì mình hoàn toàn mình có thể chỉnh được nhé. Đây ví dụ như này. Ở cái đoạn này là mình có thể chỉnh này. Nha. Mình nhấn vào cái phần video này, ở đây nó có cái phần duration này, mình vào nhấn vào phần visual nhá, nhấn vào đây nhá, đấy rồi mình có thể chỉnh cái video này. Cuộc sống mà bạn đang sống bây giờ cũng là giấc mơ của hàng triệu người. Đấy, Vì vậy, hãy luôn hài lòng với mình cuộc có thể sống của chỉnh bạn, hãy là cái chiếc đoạn gương tự video soi rọi cho cuộc mình sống. cắt này. Đấy. Được chưa? Đấy. Cuộc sống mà bạn đang sống bây giờ cũng là giấc mơ của hàng triệu người. Vì vậy, hãy luôn hài lòng với cuộc sống của bạn, hãy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Anh Cường tắt cái mic đi. Cho chỉnh. Chim video này. Đây là mình chỉnh cái video của mình nó đoạn này. 5,9 giây đến 7 giây đi.
Minh Sinh. Cái này mình đang bị cố định cái voi rồi. Đang bị cố định cái voi. Chứ còn bình thường là mình vẫn có thể chỉnh được cái audio này. Bây giờ mình muốn chỉnh ấy, mình nhấn vào cái phần adjust này. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Đấy, xong mình kéo cái này. Đấy. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Điều đó. Đấy. Mình kéo này. Đấy chưa ạ? Xong sang bên này mình lại kéo này. Đấy chưa ạ? Anh chị em đã biết cách chỉnh chưa? Nếu xong nhấn Save nhé. Làm xong thì nhấn Save vào. Được không ạ? Đấy nha, mình nhấn vào phần Adjust này. Mình muốn chỉnh cái video cho nó khớp ấy. Mình nhấn vào Adjust này nha. Đây làm lại này. Nhấn vào phần audio này. Xong chọn cái phần file video mà mình vừa mới đưa lên mà mình vừa mới nhấn Enter video mà nó đưa vào ấy, nó không khớp ấy. Mình nhấn vào phần Adjust nha. Đấy, sau đó mình chỉnh này. Được chưa? Mình chỉnh toàn bộ cái video cho nó khớp này. Được chưa? Sau khi nhấn khớp xong mình nhấn Save vào. Ok không ạ? Được không à bạn Duy Khánh với cả Hữu Thuận? Không đúng voi được, có 5 slide đầu sai xong bật hết nhé. Nếu mà mình làm chuẩn mấy bước như sau thì nó sẽ rất khớp như như cái video của Huy ấy, là khớp 100% luôn. Và Huy đã test, đến bây giờ Huy test khoảng độ hơn 10 cái video rồi. À, xuất file chậm thì là chuyện bình thường nhé. Xuất file chậm thì kể cả là mình xuất ở trên máy của mình hay là trên trên online thì nó cũng sẽ chậm như vậy thôi. Nếu mà mình làm chuẩn mấy bước sau thì nó sẽ rất khớp này. Thứ nhất, đó là cái voice với cái script của mình ấy, nó là một. Đấy. Đưa cái script vào phần voice và đưa cái script vào phần Pictory này ấy, là nó giống nhau ấy, thì nó sẽ cực kỳ khớp luôn. Rồi, thậm chí là phải làm lần 2, lần 3 được ạ. Cái thứ hai đó là mình tách các đoạn ra với nhau ấy, mình tách ra theo đúng dấu chấm, dấu phẩy ấy, thì nó sẽ rất là khớp. Nó sẽ rất khớp. Đó. Đấy. Rồi. Còn anh chị em nào còn hỏi gì nữa không? Câu hỏi cuối cùng nào để trước khi bước sang phần tiếp theo nào. Anh vào tìm cái phần đổi ngôn ngữ mà chả thấy đâu nhỉ? Đổi ngôn ngữ là cái phần giống như là anh Quốc Cường vừa hỏi ấy hả? Thì bây giờ thoát ra ở phần nào để tìm vào cái phần ngôn ngữ đấy Đấy, chứ? nãy vừa giới thiệu vừa chỉ cho anh Quốc Cường xong lại anh lại không Anh để ý. xem màn hình đi, xem của anh thế nào, để anh xem màn hình của anh ấy, xem màn hình của anh thế nào. Rồi, anh xem màn hình của anh đi. Rồi, xong rồi anh Cường anh chỉ cho họ xem. Cường chỉ xong Cường lại bật thầy luôn đây này. Đó, anh muốn đổi ngôn ngữ đoạn nào? Đổi Đây. ngôn ngữ. À, Tức là anh đấy. muốn ngôn ngữ hay là tiếng Anh á? Nó từ tiếng Anh sang tiếng Việt đấy, để nó đọc thành từ tiếng Anh sang tiếng Việt ấy. Sao nhỉ? Chưa hiểu lắm. Anh bật cái anh sử dụng cái phần mềm tạo ra ra giọng tiếng Việt chưa? Giọng giọng nói chưa? Cái thằng này nó cũng có phần tạo ra giọng nói nhưng mà nó còn tiếng Anh thôi, tiếng Việt nó không có. Ồ, thế mình chưa bật được cái phần mềm nó tạo ra tiếng Việt rồi. Mình chỉ vào cái
luôn cái history này thôi. Đấy, chứng tỏ thế lúc đầu anh nó tạo không tập trung rồi. cái TTS đi, anh Anh tạo vào cái bạn ttsfree.com. ttsfree.com. Rồi. Không tập trung quá biết ngay ttsfree. Đấy, cái bên dưới kìa. Đấy. Đúng rồi. Đấy, sau anh đăng nhập vào. Không chưa đăng nhập thì tạo tài khoản. Rồi, còn anh chị em nào hỏi nữa không ạ? Anh chưa đăng ký thì anh nhấn sign up. Chưa đăng ký thì nhấn sign up. Đấy, nhấn username rồi email password, nhấn I agree with term. Thầy ơi, em up ảnh lên đoạn 1 rồi mà bây giờ muốn làm tiếp đoạn 2 luôn ở đâu? Ở đợi tí anh tiếp ghi username. Username thì không biết tiếng Việt, viết username nó khác với cả là name nhé. Anh Username viết yêu, anh viết yêu name có cả tên có cả số. username là chỉ có tên, không có viết hoa, không có dấu cách, không có dấu. Username là anh nhớ nó khác với cả Thầy your name. ơi, Your cậu name quên mất đấy là rồi. Anh không ơi đừng có dấu hack đi. cách, không để dấu Không cách anh ơi. Nó không anh để để. rồi, Thầy ơi, em xong rồi thì em nhấn download thôi đúng không? đúng rồi, nhấn vào download thôi. Rồi ok nha. Rồi anh Tiệp bỏ xe đi. Rồi Hiền Thảo à, ai vừa hỏi nhỉ? Ai vừa hỏi nhỉ? Dạ Hiền dạ em, Thảo. dạ em. Mình share màn hình đi. Anh Tiệp bỏ xe đi. Anh Tiệp tắt xe đi. Nha. Đây đâu. Rồi, chị Hiền Thảo nó xe đi ạ. Đây mình. Tại nó cứ hiện cái bảng lại. Anh chị nhấn vào cái nút cái quả chuông, nhấn vào quả chuông đấy. Rồi Bây giờ muốn muốn làm tiếp đoạn 2, em mới up cái đoạn 1, hình hình 1 lên. đâu đâu Hình đâu của đoạn 1. đâu đâu đoạn một đâu đoạn hai đâu. Dạ đoạn screen 1 nè. Rồi Xin chào. Bây giờ muốn làm tiếp đoạn 2. nhấn đoạn hai thì nhấn vào cái đoạn hai, nhấn vào cái video số 2 ở À khỏi cần lưu nữa thầy. ở Tí nữa mình làm xong. nhấn vào đấy. Em tưởng là phải lưu rồi mới. Không, nó tự lưu rồi. Dạ. Đó. Cảm ơn thầy. Đấy. Xong nhấn sang sang Vậy phần là sang phần muốn tìm những cái video hoặc là hình ảnh là của mình là mình phải tự up lên hả thầy hả? của mình thì mình up lên. Dạ. Dạ rồi em cảm ơn. Ơ thầy ơi, em điêu rồi mà em không tìm thấy nó, để em xem cái màn hình. Không tìm thấy thì mình lưu vào đâu, mình phải tự biết chứ để Không, nó không bảo lưu vào đâu. Đây thì đây này. Ơ sao tự dưng gây ra này nhỉ? Đây, 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 đây. Nhấn download đúng không? Em nhấn download xong nó chạy xuống đây đúng không? em đang xem cái gì ấy. Đang xem cái gì à? Nhầm à? Đây rồi. Chưa nhìn thấy. Chưa nhìn Ờ thấy đúng luôn rồi, á. nhấn download. Thì Đây, em nhấn. em tải xuống nhiều lần quá kìa, nó đang hỏi kìa có cho phép tải xuống nhiều tệp không kìa, cho phép hay là chặn. Ấn bao nhiêu lần nó hỏi không chịu nhìn gì cả. Cái nút Ồ đấy. đấy 5 Chạy. 4 5 cái rồi cái kìa. Download xuống 4 5 cái rồi kìa. Đấy. Nhấn vào dấu ba chấm xong rồi chọn mở ra là hiển thị tại thư mục. Hiển thị trong thư mục thì nó sẽ mở ra cái thư mục mà vừa mới download ra.
nó mở lên thì phải đọc chứ, nó viết tiếng Việt ở đấy mà tiếng Anh đâu. Được chưa? Được chưa? Được chưa Phương? Chưa biết nó đi ở đâu. Đã mở mở trong thư mục chưa nó? Đây, thư mục đây. Đấy thì nó mở thư mục lên. Được chưa? Chưa. Em đang share cái trang web, em không share cái thư mục. Em xem em phải share cái màn hình ấy thì nó nhảy sang cái thư mục thì em mới nhìn thấy. Nói chung là đến đấy là ok rồi. Còn cái kỹ năng gọi là lưu file đấy là kỹ năng cá nhân thì mình phải tự đấy thôi. Đấy cái kia bên dưới cái kia một loạt năm cái video vừa mới download cái kia đấy là cái gì? Đây đây rồi. Ở đây rồi cũng lại luôn này. Nó phải luôn. Bây giờ này còn phải đi dạy cả kỹ năng máy tính còn download xong rồi ấy nữa thì chết rồi. Anh không phải là thầy dạy máy tính, Vẫn dạy chứ, phải chứ vẫn phải dạy thầy ạ. không dạy cái gì, cái kỹ năng máy tính cơ bản đấy mình phải biết, download xong về đâu xong tìm như nào đấy, mình phải tự học chứ này, cứ dùng nhiều nó sẽ lên tay sẽ biết chứ có gì đâu. Rồi còn ai có câu hỏi nữa không, không thì sang bước tiếp theo nhé. Rồi. Bước tiếp theo này là chúng ta sẽ vào cái thằng phần mềm này. Đấy, d-id.com. Đấy. Chúng ta sẽ vào phần này, sau đó là chúng ta sẽ vào phần login này. Đấy, để tạo ra một cái nhân vật AI để nói. Đấy. Rồi. Đây là nó đang ở chế độ là guest này, là chưa phải đăng nhập này. Chúng ta sẽ nhấn vào đây này. Đấy nhá. Đấy, sau đó chúng ta nhấn login hoặc là sign up này. Nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta có thể sign in bằng Google hoặc là gì ạ? Sign up một cái tài khoản mới. Thì mình có tài khoản Google thì mình cứ sign in Google cho nó nhanh. Đấy nhá. Đấy. Thì mình sẽ lấy một cái tài khoản nào đấy, không biết là mình dùng nhiều quá rồi không biết là nó còn cho mình dùng không. À, hết rồi, tài khoản này là không credit là hết rồi, dùng hết rồi đấy, dùng tài khoản khác, tài khoản này không biết còn không. Đây, 19 credit này, ok này. Nhá. Đấy, tài khoản này 19 credit này là vẫn ok này. Nếu mà anh chị em nào mới tài khoản mới ấy, nó sẽ là khoảng Theo thực chất 20. Nó sẽ cuộc là điều tra 20. là với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, Trần À. Phương đã mang được nhiều Tắt giải pháp và tắt mic đi giờ Phương ơi. Rồi nhá. Vào đây xong rồi chúng ta đăng nhập này. Thứ nhất là nhớ đăng nhập này. Rất nhiều người vào đây xong rồi cứ để guest này xong rồi không tạo được này. Hỏi tại sao này. Đầu tiên là đăng nhập này, mà cách tốt nhất là đăng nhập bằng Google nó nhanh nhất đó, nó bao giờ cũng thế, trình duyệt là mình cứ đăng nhập sẵn vào bằng Google rồi, thế là sau đó thì chúng ta tạo là create video này đúng không ạ. Đấy thì ở đây ấy, thì một đó là chúng ta chọn một cái avatar, chọn một cái người mà có sẵn ở trong này, hai là chúng ta có thể thêm vào một cái hình ảnh một người nào đó hoặc của mình cũng được. Đấy. Ví dụ ở đây là mình có một cái nhân vật nào đó của mình là mình đưa vào. Đấy, ví dụ như là nhân vật này. Đấy, mình đưa nhân vật này vào. Wow, xong rồi mình giới thiệu. Nó ví dụ thôi nhá. Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy, sau đó chúng ta nhấn vào gì ạ? Upload voice audio. Chúng ta cũng có thể là gì ạ? Cho cái script của mình vào đây. Hoặc là audio một trong hai đúng không ạ, ở đây là mình chọn upload nha, mình chọn upload nha. Đã. Tuy nhiên thì cái hình ảnh này ấy, thì lúc sau mình ghép vào trong cái
cái video của mình nó hơi khó, bởi vì sao ạ? Bởi vì cái nền này nó khó tách nền đó, cho nên là nếu như để mà mình ghép vào trong video của mình ấy, thì Huy khuyến nghị là thứ nhất là anh chị em chọn những cái hình avatar nào đó mà nó dễ tách nền đấy, tạo ra cái hình avatar mà dễ tách nền để mà mình đưa vào nhé. Đấy, ví dụ như cái hình này nó cũng khá là dễ tách nhưng mà nó hơi dài. Nó hơi dài. Đấy. Hoặc là mình ở đây. Đấy, mình có thể chọn hình của mình đưa vào. Đó. Đó. Nhưng mà cách tốt nhất đó là mình tách trước. Mình tách trước. Đấy. Quan điểm của Huy ấy, thì Huy thích dùng ba cái người có chữ HQ này. Tại sao? Bởi vì nó có cái tư thế tay, tay nó chuyển động. Còn những cái người mà mặt không như này ấy, thì nó không có chuyển động tay, nó chỉ chuyển động mặt thôi. Cũng được nhưng mà nó không 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 hay bằng tay. Đấy, tuy nhiên thì những cái chuyển động này thì nó cũng sẽ khá là thú vị. Đấy. Thì mình có thể sử dụng cái nhân vật này để mình thử nghiệm cũng được nhé. Xong rồi mình upload cho voice này. Đấy, mình upload voice lên này. Chào mừng các bạn đến với video Đây là hôm giọng nay. nữ đúng không? Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một Chọn cách giọng tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Điều đó có thể trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của thầy Ngô Thanh Nhã. Thầy Ngô Thanh Nhã, một cô chuyên này gia với vẻ hàng đầu xinh. trong việc dạy tiếng Trung với kinh nghiệm Hai lâu ông năm, nhấn là gì sử ạ? dụng phương pháp phản Nhấn xạ nhớ dai để giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và dễ dàng nhớ lâu. Với phương pháp lên phản xạ nhớ dai, thầy Nhã giúp các bạn học tiếng Trung một cách tự nhiên. rồi nó sẽ chạy một lúc, nó sẽ chạy mất một lúc. À, thêm một cái điều nữa là anh chị em mình nhớ là chọn cái background nó màu xanh nhé, chọn background ấy. Mình ghép cái hình À, cái này thằng này mới chọn được background, mấy thằng này mới chọn background, mấy thằng này không chọn background. Đấy. Thì đợi một lúc thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo ra được cái hình ảnh cái người nói đó nhé. Trong thời gian đấy thì anh chị em vẫn tiếp tục hoàn thiện những cái phần khác, anh chị em vẫn phần tiếp tục hoàn thiện cái phần Pictory. Được chưa? Rồi. Tải lâu nặng quá. Đúng rồi, sẽ xác định làm video là kiểu gì cũng nặng. Huy vừa rồi Huy còn cài một loạt mấy cái phần mềm để làm video hoạt hình, nó còn nặng gấp mấy lần cơ. Ngày mai sẽ hướng dẫn anh chị em làm video hoạt hình nó còn nặng hơn. Nó up lên Zalo bình thường. Ừ. Up lên Zalo nó chỉ nặng lúc mà nó tải thôi, chứ còn lúc mà ấy up lên Zalo bình thường, up lên Zalo nó là 200 MB mà. Đấy, cái này xong rồi đây này. Đấy. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Đó. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của Xong mình. nhấn download về. Điều đó có thể trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của thầy Ngô Thanh Nhã. Thầy Ngô Thanh Nhã, một chuyên gia hàng đầu trong việc dạy tiếng Trung với kinh nghiệm lâu. Rồi, sau khi mà chúng ta có video này rồi và có cả cái video gốc rồi thì chúng ta sẽ sử dụng mấy cái phần mềm sau. Một, đó là chúng ta sử dụng CapCut. Hai là chúng ta sử dụng Canva. Đấy, thì Huy ở đây Huy có sẵn CapCut rồi. CapCut cũng miễn phí mà Canva cũng miễn phí. Nãy giờ anh chị em toàn dùng miễn phí thôi, chưa mất một đồng nào nhé. Chưa mất một đồng nào hết. Rồi, chúng ta tạo new project này. Được chưa ạ? Canva hay là CapCut thì nó đều giống nhau. Thao tác giống hệt nhau, không khác gì hết nhé. Rồi.
Đầu tiên là mình cũng import ra này. Nếu như mà trên Canva thì mình nhấn là gì ạ? Upload. Đúng không? Anh chị em có nhìn thấy không? Để xem màn hình đi ạ. À rồi ok. Rồi. Rồi. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ đó, đâu vào. Cắp cắt trong máy tính thì nó dễ hơn. Rồi, Canva nhé. Rồi, cứ cắp cắt trước đi. Hướng dẫn cắp cắt nó dễ hơn. Đầu tiên là mình import mấy cái file của mình vào này, một file này, hai file này, đấy, rồi, đó, có hai file này mình là mình nhấn dấu cộng này, nó nhảy xuống này, đấy, nhấn dấu cộng này, nó nhảy xuống này, đúng không ạ? Cái này kéo xuống dưới, à, kéo lên trên, đó. Rồi, cái này mình cho nó nhỏ vào. Được rồi. Nhỏ vào nhé. Đấy, đưa xuống dưới này. Rồi. Đó, sau đó là mình nhấn vào phần cắt out này. Nhấn vào cái video hình người này nhá. Nhấn vào phần cắt out này. Đấy. Sau mình chọn là chroma key này. Xong nhấn chọn color picker này. Đấy, chọn vào cái hình nền này. Đó. Sau đó là chúng ta chọn cái strength này. Đấy. Đó, để nó xóa cái hình nền này. Hoặc là chúng ta chọn cái auto cut này. Đấy. Ừ. Thì auto cut thì nó sẽ phải chờ nó hơi lâu một tí nhé. Đấy, nó đang chạy đấy. Đấy nhá. Ở chỗ này nhá, thì chúng ta sẽ chọn một trong hai cái video. Đấy, chỗ này chúng ta kéo nó xuống về đây này. Đó. Thì chúng ta sẽ cho cái này, chúng kéo video xuống về không, về cái nhạc nó xuống về không. À, cái này chúng ta kéo lên. Đấy, còn cái này chúng ta kéo về không, bởi cái này nó có nhạc. Đấy, chúng ta thấy chỗ này là gì ạ? Là nó đã cắt xong rồi này. Đấy, sau đó là Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Điều đó có thể trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của thầy Ngô Thanh Nhã. Thầy Ngô Thanh Nhã, một chuyên gia hàng đầu trong việc dạy tiếng Trung với kinh nghiệm lâu năm, sử dụng phương pháp phản xạ nhớ dai để giúp học viên tiếp. Rồi, đấy chưa? Nếu mà mình có thêm logo thì mình có thể dán logo vào đây, đúng không ạ? Nếu mà mình có thêm muốn thêm cái gì đó, ví dụ như là số điện thoại thì mình có thể đưa thêm vào đây. Cái này rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Mình đưa vào phần text này, mình đưa thêm số điện thoại vào đây. Đấy, hoặc là mình đưa vào audio logo mình đưa vào đây. Đấy, sau khi đó xong thì mình nhấn export. Đúng không ạ? Sau khi xong hết thì mình nhấn export, thế là xong. Đúng không ạ? Thế là xong. Nhé, chỗ này là của Huy nó đang bị hết ổ cứng nên là nó sẽ hơi chậm, nếu mà mình nhấn export nó sẽ hơi chậm một chút, cho nên là Huy sẽ không nhấn export ở đây. Huy sẽ không không xuất file ở đây. Nhưng anh chị em xong anh chị em nhấn export, anh chị em điền tên của mình vào. Đấy, chọn tham số. Tham số thì mình để 1080 là ok rồi. Đấy, chọn cái export to cái gọi là đầu ra, select folder.
Đấy nhá, xong chọn cái tên là Ngô Thanh Nhã. Đấy, ví dụ thế. Xong mình nhấn export thì chờ nó khoảng độ một chút thì nó sẽ ra. Đấy, ví dụ như ở đây là chờ khoảng độ 1 phút, đâu đó khoảng 1 phút 10 giây thì nó sẽ xong. Đó, như vậy thôi. Thế là mình đã ghép video vào trong cái video chính, cái video người nói, người AI nói vào trong cái video chính. Thế là đã hoàn thiện rồi. Đây là xuất file xong là hoàn thiện rồi. Rồi, đó. Nhấn OK này. Đấy, tắt nó đi này. Nhá. Sau đó là mình vào folder này. Document này. Đấy, chỗ này mình đã có Ngô Thanh. Video Ngô Thanh. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Điều đó có thể trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của thầy Ngô Thanh Nhã. Thầy Ngô Thanh Nhã, một chuyên gia hàng đầu trong việc dạy tiếng Trung với kinh nghiệm lâu năm, sử dụng phương pháp phản xạ nhớ dai để giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và dễ dàng nhớ lâu. Với phương pháp phản xạ nhớ dai, thầy Nhã giúp các bạn học tiếng Trung một cách tự nhiên, giống như cách mà chúng ta đã học tiếng mẹ đẻ. Không còn cảnh ngồi giờ giấc mòn mỏi với sách vở, không còn cảnh quên lãng sau khi học, thầy Nhã luôn tập trung vào việc kích thích trí não của học viên để giúp họ nhớ lâu hơn, hiểu rõ hơn và sử dụng tiếng Trung một cách tự tin hơn. Đó là cách mà thầy Nhã đã giúp hàng ngàn học viên thành công trong việc học tiếng Trung. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng tiếng Trung của mình, không còn cách nào tốt hơn là tham gia lớp học của thầy Ngô Thanh Nhã. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin. Hãy khám phá thế giới tiếng Trung cùng thầy Nhã và phương pháp phản xạ nhớ dai. Chúng ta hẹn gặp lại trong lớp học. Xin cảm ơn và tạm biệt. Mà thầy Nhã thấy được không? Thầy Nhã ơi. Được chưa? Ok không? Mình thấy là video này là ok rồi đấy, là làm truyền thông được rồi đấy. Rồi, anh chị em thực hành tiếp nhá. Hello. Bounce when she walk, bounce when she walk, bounce when she walk, clap when she walk, clap when she walk, clap when she walk. Rồi, anh Tuấn Anh đúng không nhỉ? Anh Tuấn Anh có trong 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 Zoom không? Anh Tuấn à? Anh Tuấn vừa gửi em đang anh Tuấn vừa 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 hỏi em qua qua Zalo đúng không? À. Cái đoạn mà anh hỏi là cái đoạn chuyển cảnh nhá. Đây. Cái đoạn anh hỏi là cái đoạn chuyển cảnh này này. Đấy. Cái đoạn chuyển cảnh này, transition này. Nó có nhiều cái dạng chuyển cảnh khác nhau. Đúng không ạ? Mình có thể chọn các cái đoạn chuyển cảnh khác nhau. Đấy. Thì với thằng Victory này thì với cái template này ấy, thì nó chỉ có những cái cảnh chuyển cảnh đơn giản thôi nhá. Nó chỉ có những cái đoạn chuyển cảnh đơn giản thôi. Nếu mà mình muốn có những cái đoạn chuyển cảnh mà nó hấp dẫn hơn, nó hay hơn, hiện đại hơn ấy, thì chúng ta sử dụng CapCut thì nó có nhiều cái chuyển cảnh nó hấp dẫn hơn. Đây nha. Ví dụ như là chúng ta sử dụng CapCut nha. Hello. Ở đâu rồi? Đây
Đấy nha, ví dụ như này nha, là chúng ta muốn có những cái chuyển cảnh nó hấp dẫn hơn nha. Đấy, thì chúng ta chọn cái phần transition ở đây. Đó. Thì nó sẽ có những cái đoạn rung như này. Đấy. Đấy. Đảo nó rung như này. Đấy. Đấy, ví dụ như là rung như này. Đấy. Đang đến chỗ này. Đấy, thì nó sẽ có những cái đoạn chuyển cảnh. Đấy, chúng ta nhấn vào đây. Đấy. Đấy, thì nó sẽ có nhiều cái chuyển cảnh của mình đây. Đấy, ví dụ đây nhá. Nó sẽ chuyển Thành cảnh. hiện thực với sự giúp đỡ. Đây. Điều đó có thể trở thành hiện thực với sự giúp đỡ của thầy Ngô Thanh Nhã. Thầy Ngô Thanh Nhã. Đấy. Thì cái những cái hiệu ứng đấy thì chúng ta sử dụng trong CapCut này hoặc là trong TikTok nó cũng cũng có, nếu mà mình sửa bằng TikTok thì nó cũng có những cái đoạn chuyển cảnh như vậy. Đấy, nó có rất nhiều những cái đoạn chuyển cảnh như này. Đấy. Đó, nhiều lắm. Trong này thì chuyển cảnh nhiều thì vô cùng luôn. Đấy, tha hồ mình chọn. Đó, nhé. Nhiều lắm, rất nhiều loại để chuyển cảnh luôn đấy nhá. Ok không, chờ anh Tuấn rồi. Ok. Nếu mà anh chị em nào bằng làm bằng nếu một số anh chị em làm bằng Canva nhé, thì hướng dẫn anh chị em ghép bằng Canva nó cũng tương tự như vậy nhé. Đây mình làm video đấy, rồi thì mình chọn video của mình, ví dụ như là cái video của mình là mình chọn là cái size của mình. Đấy, cái size của mình là 19201080 là ok rồi này. Đấy, xong mình cũng upload cái file của mình lên này. Nhá. Mình cũng upload hai cái file của mình lên này. Đó. Đúng không ạ? Đấy, xong mình cũng đưa cái file Chào này mừng vào các này. bạn. Đấy. Đưa nó cái file của mình vào đây này. Được chưa? Đấy, xong cũng đưa cái file này vào này. Để vào đây này. Cho xuống đây này. Đấy. Để ở đây này. Xong mình cũng có thể là gì ạ? Remove background Thế của ơi, chưa xem màn hình. chưa xe à? Ok. Xem màn hình. Đây nha. Với anh chị em làm bằng Canva nha. Mình làm lại cho anh chị em nha. Đã bắt đầu từ đầu này. Đầu tiên là mình search là gì ạ? Video này. Đúng không ạ? Mình tắt thằng này đi. Đấy. Xong mình chọn là Create New Page Video này. Được chưa? Đấy. Rồi. Xong mình upload lên này. Upload file này. Được chưa? Mình chọn hai cái file. Một là cái file MC, hai là cái file video nền này. Mình nhấn open này. Đúng không ạ? Nhá. Đấy. Ở đây là Huy upload lên rồi này. Sau mình nhấn chuột phải vào đây, à, nhấn chuột trái vào đây này, nó sẽ Chào mừng các bạn đến với thể vào video đây hôm này. nay. Được chưa? Sau mình gì ạ? Mình kéo nó ra cho nó khớp này. Được chưa? Sau đó là mình là gì ạ? Mình chọn Chào mừng các bạn đến với cái video MC này. Mình cũng kéo lại về như cũ này. Xong nhấn vào video MC này, mình chọn vào edit video này. Được chưa? Mình chọn remove background này. Nó tương tự như vậy. Được không? Đó. Đấy, thì nó cũng phải remove, nó cũng phải mất thời gian, nó sẽ phải chạy. Đó. Được chưa? Đấy, cái này mình kéo về đây một tí này.
Đấy. Rồi, đợi nó review background xong thì nó sẽ ra cho mình xem đầy đủ luôn nhé. Rồi. Đấy, 90% rồi này. Đấy, 100% này. Rồi. Ok. Đấy, xong. Rồi. Chào mừng các bạn đến với video hôm. Mình chọn cái này này. Đấy. Mình chọn cái này này. Xong mình chọn về chọn cái loa này. Mình giảm cái loa này xuống dưới. Cuối cùng là về không này. Được chưa? Đấy, rồi. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Hãy tưởng tượng mình có thể nói tiếng Trung một cách tự nhiên như thể nó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Ok nhé, tương tự như vậy đúng không ạ? Đấy, sau khi mà làm xong rồi chúng ta cũng có thể thêm số điện thoại vào đây, chúng ta cũng có thể thêm cái logo của mình vào đây để che đi cái phần logo của thằng Victory này nhá. Mình có thể thêm số điện thoại che đi cái logo của thằng Victory này, bởi vì mình đang dùng bản miễn phí của Victory. Mỗi bản miễn phí thì chúng ta xuất được 3 file nhé, chúng ta có xuất được 3 file thì hết miễn phí nhá. Đấy, xong rồi cũng đã share thôi. Đấy, download xuống thôi. File MP4 này, độ phân giải 1080 mà. Nhấn download, thế là xong. Ok không? Nhá. Tham gia cũng rất là dễ thôi. Đúng không ạ? Canva có khi còn dễ hơn CapCut nhỉ? Rồi. CapCut thì nó còn miễn phí, Canva là anh chị em vẫn phải mua nhé, vẫn phải mua cái bản quyền Pro nhé, không không thì không làm đâu, không có phần remove background video đâu. Rồi xong rồi đấy, nào bao nhiêu anh chị em đã xong được cái phần kết quả của mình nào, báo cáo nào. Hello, ai xong được rồi là báo cáo nào, gửi lên nhóm Zalo nhé. Mình gửi lên nhóm Zalo K1 làm video nhé. Chuyển tiếng Việt của CapCut ở mục nào? Chuyển tiếng Việt là chuyển cái cái menu ấy hả? Chuyển menu của CapCut này hay là như nào? Chuyển sang tiếng Việt lên thầy để làm cho nó dễ đấy ạ, bởi vì trên này nó toàn là tiếng Anh đấy. À, đây nha. Đấy nha. Cam kết nha, chúng ta nhấn vào phần menu này. Nhấn vào menu này, nhấn vào setting này. Đấy nha, nhấn vào language này. Đấy, nhấn vào tiếng Việt này. Được không? Nhấn vào tiếng Việt này. Đấy. Huy thì Huy dùng quen tiếng Anh rồi. Bởi dùng tiếng Anh quen ấy thì sau này ấy, là mình tiếp cận với các cái phần mềm khác ấy nó sẽ nhanh hơn.
đặc biệt là những cái phần mềm mới ở trên thế giới thì nó sẽ không có tiếng Việt ngay đấy, cho nên là nên dùng tiếng Anh cho quen đấy, còn không thì dùng tiếng Việt, nhấn vào đây, nhấn xếp vào là xong, nhấn restart là xong. Đấy, thấy chưa? Nhấn vào dự án mới này. Đấy, thì bây giờ nó thành tiếng Việt hết này. Được không ạ? Thầy cho hỏi là ở trên cái các cắt của tiếng Việt nó có máy nhắc chữ không thầy nhỉ? À, trong các cắt điện thoại thì có máy nhắc nhắc chữ nhé. Nhưng ở trên trên máy tính thì không có hả thầy nhỉ? Trên máy tính thì như là không có. Trên máy tính thì không có. Máy tính không có.